Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 220. Xong mọi chuyện, anh lại đưa năng lượng của 6 bá tước vào 6 cơ thể của tu sĩ đạo cảnh tầng 3, sức mạnh lập tức tăng lên. Ngay cả năng lượng của 38 tên tử tước đều được chuyển cho 30 tu sĩ đạo cảnh tầng 1. Ngoài ra, anh còn giết mấy trăm gã tử tước, địa vị của tử tước chỉ cao hơn một chút với huyết phó. Huyết phó là tiểu đội trưởng trong quân, mà đa phần chiến sĩ huyết tộc đều là huyết nô. Hiện tại Ngô Bình đã không còn hút sức mạnh của huyết nô, chỉ hút năng lượng của huyết tộc có cấp bậc huyết phó trở lên thôi. Bước tiếp theo, Ngô Bình lại tẩy lễ cho chừng 1 vạn tu sĩ thần thông cảnh, sức mạnh của họ tăng đến cực đại. Ngô Bình xử lý hơn 1 vạn người rồi, thiếu điều mệt muốn ngã nhào xuống đất, nhưng anh vẫn trụ vững do trong lúc hành động đã uống rất nhiều đan dược. Cho nên sau khi anh hoàn thành tẩy lễ cho người cuối cùng, lập tức nằm xuống ngủ, giấc ngủ này thật nặng nề. Thẩm Huyền Tông thấy Ngô Bình mệt như thế không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, sau đó dẫn hơn 1 vạn lính huyền bình quân ra ngoài, cử họ đi bắt huyết phó và tử tước. Mấy người Thẩm Huyền Tông muốn tăng hiệu suất bắt giết lên nên đã xây dựng lên một kiếm trận, có mấy chục người kết trận, cũng có trận thế mấy trăm người, chỉ là để bắt giết huyết tộc. Ngô Bình ngủ một giấc mất 1 ngày 1 đêm, khi tỉnh lại đã đến buổi tối hôm sau. Anh vừa mở mắt đã nghe giọng La Vô Phi cười ồn ồn nói, Huyền Bình, tinh thần khôi phục chưa? Ngô Bình duỗi eo, nói, Sư Tôn, tình hình bên ngoài thế nào rồi? La Vô Phi, một đêm này đã bắt được 4 vạn huyết phó, đám lão già của chúng ta cũng ra tay bắt hơn 800 tử tước, hơn 2.000 nam tước, 80 bá tước và 15 công tước. Ngô Bình bất ngờ mở to mắt, bắt nhiều công tước và bá tước thế à? La Vô Phi cười nói, Vi sư sợ ngươi mệt, nên dứt khoát bắt một vài tên tu vi cao đỡ lo. Ngô Bình mỉm cười, không có việc gì, bây giờ ta đi luyện nhóm huyết tộc ngay đây. Tất cả huyết tộc đã bị bắt, Ngô Bình đi qua vung kiếm, kiếm quang chém hàng loạt biến chúng thành vũng máu. Sau đó, anh không khách sao dùng quỷ thánh kiếm hút sạch máu. Giống như lần trước, anh luyện 5 tên công tước thành 15 tu sĩ trên đạo cảnh tầng 6. Sau đó, anh lại giết chết 80 bá tước. Tăng sức mạnh cho 80 tu sĩ trên đạo cảnh tầng 8. Lần này anh mất nửa ngày mới làm xong, nhưng lạ là anh không thấy mệt như hôm trước. Giống như, cơ thể đã thích nghi với công việc cường độ cao vậy. Cứ như thế, Huyền Bình quân đã đạt đến con số hơn 2.500.000 lính. Trong đó, còn có rất nhiều cường giả đạo cảnh, nhưng người này được chia ra từng đội nhỏ, tiếp tục ra ngoài hành động. Lần này, Ngô Bình nghỉ ngơi một đêm đã khôi phục năng lượng. Sáng sớm ngày tiếp theo, giáo chủ Thái Hoàng triệu tập mọi người đến. Thì ra mấy ngày gần đây, đại quân huyết tộc đã tổn nhất số lượng lớn quân huyết tộc vì thế tập hợp đại quân lại, muốn dốc hết lực lượng đấu với họ. Giáo chủ Thái Hoàng tự chỉ huy, lần đầu cử ra hơn 2 vạn huyền bình quân mở một trận quyết chiến với huyết tộc. Đè bẹp khí thế kiêu ngạo của đối phương. Lúc này đây, tinh nhuệ của Thái Hoàng giáo đã rất nhiều, lần thứ hai lại tập kết 150 vạn đại quân. Ngô Bình và 3 vị sư tôn sát cánh, đứng trên đám mây xem cuộc chiến. Lần này, giáo chủ Thái Hoàng vẫn thi triển bát quái sát trận, tuy trận này của ông ta thiếu một chút thú vị nhưng sức mạnh vẫn rất mạnh. Ngô Bình lập tức nói, sư tôn, ta cũng xuống lợi dụng 28 vạn huyền bình quân này, sử dụng khôi binh thuật. Tu sĩ huyền bình quân vượt qua việc tẩy lễ như cải tạo, tạo thành một chiến trận uy lực càng ngày càng mạnh. Âu Dương Thiên Tế nói, đi đi. Vi sư giúp người phá trận, người chỉ lo giết thôi. Ngô Bình lập tức gọi huyền bình quân đến dưới chân, giơ quỷ thánh kiếm lên cao, hàng tỷ ánh sáng buông xuống kiểm soát ý thức của mọi người. Nhưng người này đã qua việc tẩy lễ của quỷ thánh kiếm, nên quá trình kiểm soát rất thuận lợi. Thoát cái trên đỉnh đầu Ngô Bình xuất hiện một bàn bát quái khổng lồ, anh đứng giữa, đôi mắt nhìn chăm chú vào hơn 100 vạn huyết tộc đại quân ngoài thành. Huyết tộc đại quân phóng ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng này ở trên đại quân liên tục ngưng tụ thành một con rơi khổng lồ bảo vệ huyết tộc chặt chẽ. Đây cũng là chiến trận của huyết tộc, rất khó bị phá vỡ. Nhưng vào lúc này, giáo chủ Thái Hoàng vừa ra lệnh, cửa thành đã mở rộng ra. 3 đường đại quân xung phong liều chết, mỗi đường có 10 vạn người. Huyết tộc cũng cử đại quân chia ra 3 đường, mỗi đường 15 vạn. 2 bên lao vào nhau, chiến trận bảo vệ quân không có sức mạnh lớn. Cuối cùng cả 2 quân chống chéo vào nhau, chiến trận không thể nào bảo vệ họ. Nhưng vào lúc này Ngô Bình dẫn quân ra xung phong liều chết,
người của anh là ít nhất nhưng vẫn đơn độc chiến đấu. Và lại anh là trung tâm của đại trận, phóng ra uy lực kiếm quang khủng khiếp. Huyết tộc đại quân vừa thấy Ngô Bình lập tức biết quân tinh nhuệ đã đến, bọn chúng phải 2 vạn người tạo thành một đội ra. Độ này toàn là nam tước, trong đó còn có rất nhiều tử tước, mà trung tâm của sức mạnh là 3.000 bá tước và 300 công tước. Chiến trận của đối phương ngưng tụ thành một con ác long màu đỏ, nhào đến giết Ngô Bình. Hai bên chỉ cách nhau mấy dặm, chiến trận của hai bên đều quyết thắng nhào vào đối phương. Bên này, Ngô Bình phóng ra dương thần của mình. Dương thần cao ngàn trượng, khí thế ngút trời, sau lưng có cửu cung đồ, bát quái đồ, thất tinh trảm đạo đồ, cửu dương hóa cấm đồ. Cự kiếm trong tay dài 3.000 trượng, chém mạnh xuống về phía ác long màu đỏ. Một nhát chém đã sử dụng cửu kiếm trọng sơn và nhất kiếm đã có thể đủ hủy diệt thiên địa rồi. Ầm ầm, cự kiếm vừa chém xuống đất cắt đứt đầu huyết long kia tan rã, kiếm quang lóe lên không trung. Một tiếng vang lên, hơn 2 vạn người đã chết hơn một nửa, đám chưa chết đều vội vàng xoay người chạy trối chết. Đúng lúc này, Ngô Bình sử dụng thiên ảnh kiếm pháp, kiếm quang rơi đầy trời chết sạch đám bá tước, công tước, tử tước còn may mắn sống sót đã thịt nát xương tan. Ngô Bình giết nhiều huyết tộc rồi nên đi lên không trung, đưa quỷ thánh kiếm ra để nó hút sạch máu bọn chúng. Máu của 2 vạn huyết tộc đã hóa thành một dòng sông máu, ồ ạt đổ vào thánh kiếm. Gào! Bên huyết tộc truyền đến một tiếng gầm, đại quân chúng chia ra 4 phương mà để lộ một thân vương của huyết tộc. Sức mạnh của thân vương huyết tộc ngang với cường giả hỗn đốn. Tuy chúng thua chúa tể nhưng vẫn là cường giả có cấp cao nhất về viễn siêu đạo cảnh. Huyền Bình lùi lại mau. Đám người Thẩm Huyền Tông đã chuẩn bị nghĩ cách giúp. Nhưng lúc này, Ngô Bình ném một con rối ra. Nó bay thẳng đến không trung, hóa thành một con rối chiến thiên thật khổng lồ. Con rối chiến thiên này do chiến thiên thánh hoàng luyện ra, uy lực ghê người. Hiện giờ, Ngô Bình có được sức mạnh cấm thiên nên vận dụng được 2-3 phần sức mạnh của nó. Tuy rằng chỉ có 2-3 vạn, nhưng vẫn đủ chèn ép cấp chúa tể, có thể gần khiêu chiến nửa thánh hoàng. Đương nhiên, nó đang đối diện với thân vương nho nhỏ của huyết tộc cũng không thể nào đùa được. Anh nắm tay phải lại, một pháp trận nhanh chóng vận chuyển trong đầu. Con rối chiến thiên lập tức tức giận gầm lên. Không ngờ thi triển chiến hoàng tuyệt học, đấm một quyền đầy sát khí đến. Tên thân vương huyết tộc kia vừa đến gần đã bị sức mạnh khủng bố chèn ép của con rối chiến thiên mà làm tay chân cứng đơ, mặt đầy sự hoảng sợ. Rầm! Một nắm tay khổng lồ rơi xuống, một đường màu vàng kinh khủng đầy sát khí đấm đến. Sát khí này có thể đấm chết cường giả hỗn độn, nên quần áo và làn da của thần vương nhanh chóng hóa thành khí, tiếp theo là cơ bắp, xương tủy cũng bị sát khí màu vàng kia hoàn toàn bốc hơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Màu vàng càn quét, ngay cả những kẻ da dày như trâu cũng không tránh khỏi cái chết. Sau khi ánh sáng đó vượt qua thân vương, lại nổ ngay vào trận doanh của quân địch, đánh vào con rơi màu đỏ to lớn mấy chục dặm của huyết tộc. Một tiếng sấm nổ vang vừa dứt, tiếng con rơi máu kêu lên đau đớn, một bên cánh của nó đã bị đánh nát. Đám lãnh đạo huyết tộc rất ngạc nhiên và sợ hãi, mấy cường giả cấp chúa tể cũng để lộ vẻ mặt hốt hoảng. Sương mù màu đỏ ẩn trong cơ thể của chúng lập tức phát ra tiếng kêu gào lớn. Ngay lập tức, hơn 100 vạn huyết tộc đại quân bị giết sạch. Giáo chủ Thái Hoàng thấy thế vui mừng, hạ lệnh toàn lực truy đuổi. Huyết tộc muốn rút lui êm xuôi, để lại 3 đường đại quân để cản quân địch. Dưới sự giúp đỡ của Ngô Bình, 45 vạn huyết tộc bị bao vây và diệt sạch ngay lập tức. Trận chiến này căng thẳng đến nửa ngày, giết đến mức máu chảy thành sông, xương tủy nằm la liệt khắp nơi. Ngô Bình vừa giết địch, vừa hút máu huyết tộc, cuối cùng, 47 vạn huyết tộc đại quân đều bị trảm. Bên này nhân tộc, cũng chỉ có hơn 1 vạn người chết và bị thương, trong đó người chết hơn 3.400 người. Trận chiến này, Thái Hoàng giáo giết tạo ra uy phong, vang danh thiên hạ. Tin tức truyền ra khiến cho các thế lực lớn nhân tộc xung quanh tiến đến chúc mừng, họ tỏ ý đồng ý xuất người và trợ lực, hợp tác cản huyết tộc. Mấy ngày tiếp theo, Ngô Bình đã sử dụng hết sức mạnh huyết tộc, lại tăng 15 vạn binh cho Huyền Bình quân, tăng sĩ số của Huyền Bình quân lên 18 vạn người. Sau 10 ngày, Ngô Bình đánh một giấc xong đã bị người ta mời đến đại điện bàn bạc. Giáo chủ Thái Hoàng với các trưởng lão đều ở đây, giáo chủ Thái Hoàng nói, không lâu trước đây, huyết hoàng cử sứ giả đến muốn nghị hòa với chúng ta đấy Huyền Bình. Ngô Bình cười lạnh, chỉ vừa mới đánh 2 trận rồi đã phải nghị hòa sao? Nằm mơ đi!
Giáo chủ Thái Hoàng im lặng vài giây mới nói, Huyền Bình, mỗi người huyết tộc đều là chiến sĩ. Ta đã cử người đi tìm hiểu, tổng số lượng huyết tộc vượt qua 5.000 vạn. Tuy số lượng này không bằng nhân tộc chúng ta thật, nhưng bọn hắn lại có thể xây dựng một đại quân huyết tộc 5.000 vạn lính. Nếu đối phương phát 1.000 vạn binh, chúng ta sẽ không chặn được. Thẩm Huyền Tông nói, Huyền Bình, bên huyết tộc đã đồng ý rời khỏi lãnh thổ chân hoàng tiên giới. Nhưng chúng cũng yêu cầu chúng ta không được tiến vào địa bàn của họ. Ngô Bình, huyết tộc làm thế còn có nguyên nhân khác à? Thẩm Huyền Tông gật đầu, chúng ta nhận được tin tức, lúc huyết tộc đang tấn công chúng ta thì cũng bị dị tộc khác tấn công, chúng bị thực kim tộc xâm lược mấy phần lớn địa bàn rồi. Bây giờ, huyết tộc không muốn bị hai đầu phải đụng độ kẻ thù cùng lúc, nên mới đề nghị hòa. Ngô Bình suy nghĩ, hỏi, ý của giáo chủ và các vị thế nào? Giáo chủ Thái Hoàng nói, huyết tộc rất máu chiến, đặc biệt thích uống máu tươi con người. Ta nghĩ sớm muộn gì huyết tộc cũng sẽ quay lại xâm lược chúng ta, hòa bình này có đồng ý cũng chẳng lâu dài. Thẩm Huyền Tông, Huyền Bình cảm thấy thế nào? Hay là chúng ta chấp nhận nghị hòa, nhưng âm thầm tăng thực lực lên? Lấy thời cơ để quyết chiến một trận với bọn chúng. Ngô Bình, ý của Sư Tôn là đưa ra một ít điều kiện đối phương không thể đồng ý, rồi quan sát tình hình chiến đấu của hai dị tộc lớn mà tùy thời hành động. Thẩm Huyền Tông gật đầu, giữa hai đại tộc này chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, chúng ta có thể tiếp tục phá biên giới, thu hút binh lực của đối phương. Giáo chủ Thái Hoàng, thật ra thực kim tộc cũng cử sứ giả đế, bọn chúng mong chúng ta hợp tác cùng tiêu diệt huyết tộc. Chúng ta không từ chối nhưng cũng đặt điều kiện là không làm quân chủ lực. Đồng thời, nếu bên bọn chúng bắt hoặc giết được tử tước bên huyết tộc, cần đưa xác chết về cho chúng ta. Giữa hai bên xây dựng truyền tống trận, mỗi khi có huyết tộc bị giết sẽ truyền tống lại đây trước. Từ đó chúng ta có thể liên tục mở rộng quân Huyền Bình. Ngô Bình gật đầu, được, ta đồng ý. Tuy tu vi của anh không cao, nhưng vẫn đã trở thành lãnh tụ trong mơ hồ rồi. Ngay cả giáo chủ Thái Hoàng và ba vị sư tôn đã phải nghe theo ý kiến của anh. Giáo chủ Thái Hoàng, nếu Huyền Bình đã đồng ý, vậy cứ theo kế hoạch thực hiện. La Vô Phi, Huyền Bình tạm thời ở lại đi, dù sao Huyền Bình quân vẫn cần con. Nhưng lúc rảnh rỗi, con có thể tu luyện là được. Con phải nhanh chóng thăng chức lên đạo cảnh. Ta tin với tư chất của con khi vào đạo cảnh rồi, thì không kẻ dưới hỗn độn nào đối thủ cả. Thẩm Huyền Tông bật cười, sức mạnh của Huyền Bình đã không chỉ nói đến đạo cảnh từ lâu rồi. Ngô Bình gật đầu nói, ta đoán không bao lâu nữa, ta có thể đột phá rồi. Cứ như vậy Ngô Bình vừa tu luyện, vừa bồi dưỡng Huyền Bình quân. Thoáng chốc đã một tháng qua đi, trong một tháng này, mỗi ngày có mấy ngàn, mấy vạn xác chết huyết tộc truyền đến đây. Ngô Bình nhân lúc máu còn tươi lập tức dùng quỷ thánh kiếm hút máu, rồi bồi dưỡng cho cao thủ trong quân. Những huyết tộc đưa đến này, yếu nhất cũng là nam tước, tử tước, số lượng rất ít. Nhưng cách một đoạn thời gian sẽ đưa đến một đám huyết phó, chỉ có cấp này có số lượng khá nhiều, ít nhất cũng hơn mấy vạn người. Một tháng này, số lượng Huyền Bình quân đã đạt đến 50 vạn, với lại trong đó có một bộ phận tu sĩ đã đạt cấp tương đương đạo cảnh, tu sĩ thần thông hậu kỳ. Mấy ngày liên tục tiêu thể lực, Ngô Bình cảm thấy bản thân cũng có thu hoạch tốt, hình như anh có thể thử thăng sâu vào cửu biến. Thì ra quỷ thánh kiếm cắn nuốt sức mạnh huyết tộc, cũng lấy ra được một ít năng lượng đặc biệt riêng. Năng lượng này có cực nhỏ trên mỗi một huyết tộc, nhưng khi mấy chục vạn lực lượng huyết tộc hội tụ lại sẽ tạo nên một vùng ánh sáng bạc. Anh cảm giác ánh sáng bạc này rất đặc biệt, giống như nó có thể giúp đỡ anh tiến hóa. Nhưng mấy thứ này vẫn chưa đủ. Lúc này anh nghĩ đến Thạch Lan, trong tay cô ta có thiên cực. Hai người đã từng nói chuyện, anh cảm giác được thứ chí hung kia có thể giúp mình hoàn thành cửu biến. Anh chào hỏi các vị sư tôn một chút, lập tức quay về thế tục. Thế tục giới, học viện quân sự. Thạch Lan vẫn ở nơi này chăm chỉ đọc sách vào mỗi ngày, như cũ. Kiếp này, cô ấy có cha mẹ ruột, bản thân là kiêu ngạo của người nhà nên cô ấy vẫn ở nơi này chăm chỉ học tập. Thoáng chốc, Ngô Bình đã xuất hiện ở hoa viên học viện, đợi gặp được Thạch Lan rồi. Thạch Lan vẫn giữ dáng vẻ cũ, khi cô ấy thấy Ngô Bình lập tức bật ngờ trợn to mắt, tôi còn tưởng anh quên mình rồi, mấy ngày nay cũng không liên lạc lấy một tin nhắn. Ngô Bình thở dài, tôi chạy đến mức chân sắp sũng đây này, mỗi ngày không ở thánh cổ đại lục cũng phải đến tiên giới. Cô thì nhẹ nhàng và thoải mái rồi, mỗi ngày ở học viện quân sự chơi với một đám nhỏ. Thạch Lan, được rồi, đừng trêu tôi.
Anh tìm tôi chắc có chuyện gì đúng chứ? Ngô Bình gật nhẹ đầu, thiên giới xuất hiện lần nữa, bây giờ tiên giới đã mất biên giới, vô số dị tộc xuất hiện gây chiến khắp nơi. Thạch Lan lạnh nhạt nói, tôi cũng biết chuyện này. Ngô Bình, chúng ta đổi nơi nói chuyện. Thần Kinh, biệt thự ở đỉnh núi của Ngô Bình. Sau khi hai người đến đây, Ngô Bình mới nói, tôi muốn dùng một ít thiên cực, thử hoàn thành giai đoạn tu luyện khó nhất. Thạch Lan tò mò hỏi, tư chất của anh đã nghịch thiên, còn có giai đoạn nào làm khó được anh à? Ngô Bình, thánh cổ đại lục cửu biến cảnh, tôi muốn thăng cấp cửu biến. Thạch Lan rất thông minh, kiếp trước cô ấy cũng là một nhân vật rất ghê gớm. Cô ấy nghe thế, gương mặt lập tức thay đổi, cửu biến. Có nghĩa là hiện tại anh đã đến bát biến rồi à? Ngô Bình gật đầu. Thạch Lan hít sâu một hơi lẩm bẩm, anh đúng là quá đáng sợ. Bát biến được xưng là thánh hoàng rồi, không ngờ anh làm được. Ngô Bình mỉm cười, nhưng tôi vẫn muốn thử tu luyện cửu biến. Thạch Lan thoải mái gật đầu, được rồi, tôi sẽ giúp anh. Sức mạnh thiên cực rất ghê gớm, nhưng đồng thời nó cũng có thể xúc tác cho tiềm lực cơ thể con người. Chỉ là bây giờ tu vi của tôi vẫn còn thiếu, mọi chuyện phải dựa vào anh rồi. Cô ấy nói đến đây cũng hơi do dự, rồi nói tiếp, lần đầu tiên tiếp xúc với thiên cực, có thể anh sẽ bị hung vật phản phệ. Nếu anh áp chế không được nó có thể giống kiếp trước của tôi, cơ thể không chịu được vết thương khủng khiếp và cuối cùng chỉ có thể chuyển thế mới giải quyết được. Ngô Bình gật đầu, không cần lo lắng, tôi nghĩ không thành công cũng chẳng sao cả. Thạch Lan gật đầu cái rụp, được rồi. Nhưng thiên cực vừa xuất hiện sẽ khiến đất trời đổi sắc, chúng ta phải tìm một nơi an toàn tuyệt đối mới được. Ngô Bình suy nghĩ nói, cô đến Thái Hoàng giáo với tôi đi. Cô không phải muốn bước vào thế lực lớn à? Thái Hoàng giáo cũng là lựa chọn khá tốt, giáo chủ Thái Hoàng cũng là cường giả hỗn độn. Thạch Lan cười, được, anh đợi tôi một chút, để tôi gọi điện cho người nhà thông báo. Thạch Lan rất quý trọng người thân kiếp này, cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ mình. Dùng vài câu mềm nhẹ khuyên rồi đi với Ngô Bình qua truyền tống trận, đến Thái Hoàng giáo. Trên một ngọn núi trong Thái Hoàng giáo, Thạch Lan nói, bây giờ tôi thả thiên cực ra, anh cần phải kiểm soát được nó trong vòng 10 phút. Nếu không, thiên cực có thể rơi vào tay cường giả. Ngô Bình gật đầu, được. Đôi tay Thạch Lan nhiết quyết, đạo anh của cô lập tức xuất hiện giữa không trung. Đạo anh vừa há mồm đã phun ra một binh khí hình kỳ lạ, nửa thân trước là hình tam lăng. Nửa đoạn sau là cây gậy phóng ra hung khí ghê người. Thứ đó chính là thiên cực. Thiên cực vừa xuất hiện, bầu trời đã xuất hiện đầy tia chớp màu tím đen liên tục bổ vào thiên cực. Cùng lúc đó, vô số khí tức của thiên giới ồ ạt ập đến, khiến trời và mây đổi màu. Thạch Lan nói, nhanh lên. Ngô Bình lập tức thả dương thần của mình ra, dương thần cao hơn một vạn trượng, lập tức bắt thiên cực lại. Dáng vẻ của bầu trời cũng mang theo khí thế ác độc ngập bầu trời. Thiêu bàn tay Ngô Bình bốc khói loãng, tự động rung lên. Anh sử dụng sức mạnh cấm thiên, muốn kiểm soát hung vật này. Xèo xèo. Trên thiên cực bốc lên một sấm chớp màu tím, sức mạnh khủng bố hung thần kia nhanh chóng chui vào cơ thể của Ngô Bình. Sức mạnh này hủy diệt tất cả hết tất cả sự sống, khiến người ta vô cùng khó chịu. Ngô Bình cảm giác năng lượng này ẩn chứa một bộ phận sức mạnh cấm kỵ, và lại còn thuộc cấm kỵ tối cao trong thập nhị trọng cấm. Anh ngạc nhiên hét lên. Cửu dương hóa cấm. Ầm ầm. Anh sử dụng toàn sức mạnh của bản thân, cửu dương hóa cấm đồ xuất hiện sau lưng dương thần, kết hợp với sức mạnh cấm thiên liều mạng luyện hóa. Sức mạnh cấm thiên không nhỏ, lại phối hợp với thể chất bát biến của Ngô Bình. Lúc này mới có thể đè được hung khí của thiên cực. Sức mạnh cửu dương hóa cấm vận chuyển, cũng khiến cho hung khí thiên cực càng ngày càng yếu đi. Cuối cùng, nó dịu ngoan hơn và bị dương thần của Ngô Bình nuốt trọn và quay về bản thể. Quá trình này nói thì chậm, nhưng thật xảy ra chỉ trong vài giây. Lúc dương thân về, khí tức của thiên cực cũng biến mất. Những khí tức khủng bố kia dần trở nên lang thang không mục đích, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu. Sau khi dương thần nuốt thiên cực, Ngô Bình cảm giác nó vẫn liên tục phóng ra sức mạnh khủng bố như cũ. Nguồn lực lượng này, kích thích cho thần hồn trong cơ thể Ngô Bình tăng lên vô cùng lớn. Anh sắp xếp cho Thạch Lan rồi đến chỗ bế quan để tu luyện. Năng lượng màu bạc của huyết tộc bị anh hút vào luyện hóa cộng với cả thiên cực cũng khiến cơ thể anh phát triển. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Ngô Bình liên tục chịu đựng sức lực thiên cực kích thích khiến quá trình tu luyện rất đau đớn như đang ở trong luyện ngục. Nhưng Ngô Bình vẫn cắn răng chịu đựng đến cùng.
Cuối cùng, anh cảm giác trong cơ thể có những gông xiềng rất cứng cáp đang mở ra hết, cảm giác này giống như một con hổ dữ đang bị trói chặt tứ chi và miệng, bịt kín mắt rồi ném vào trong một căn phòng tối đen bị đóng kín. Nhưng đột nhiên căn phòng đó biến mất, mắt được tháo khăn, tứ chi cũng được cởi trói, cả người hổ dữ lập tức nhẹ bẫng đi, tầm nhìn thoáng bản, ngửa mắt lên trời gầm lớn, uy phong tỏa ra khắp nơi, oai phong lẫy lừng. Ngô Bình cảm giác con hổ dữ kia vừa thoát được xiềng xích, còn muốn thoải mái hơn. Đáy lòng anh vui mừng, nhảy cẫng lên cất tiếng gầm gừ, lao ra khỏi phòng tu luyện. Thạch Lan đang tu luyện cách đó không xa, nghe được tiếng động đã vội vàng đến xem. Cô ấy thấy dáng vẻ hớn hở của anh, tưởng anh phát điên nên vội vàng gọi lớn, Lý Huyền Bình. Ngô Bình nhếch môi cười, ta không điên, chỉ đang vui mừng thôi. Thạch Lan chừng anh, đột phá rồi à? Ngô Bình bật cười, đột phá rồi. Thạch Lan rất tò mò hỏi, cuối cùng cửu biến là cái gì? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, cửu biến là không có giới hạn nào cao nhất. Tuy bát biến rất ghê gớm, nhưng nó chỉ mạnh tới một giới hạn, cực hạn là 100. Muốn vượt qua 100 phi thường khó, cao nhất cũng chỉ đạt đến 100 linh mấy là cùng. Nhưng cửu biến thì khác, cửu biến không có giới hạn cao nhất, đột phá 100 còn có thể đến 200, 300, 1000, 1 vạn, 100 vạn. Hoàn toàn không có mức cao nhất. Thạch Lan hoảng sợ, sức mạnh vô hạn sao? Đúng là ghê gớm. Ngô Bình duỗi eo, cười nói, ra ngoài dạo lỏng gân cốt một chút. Anh vào đại doanh, giáo chủ Thái Hoàng với vài vị trưởng lão đang bàn bạc về tình hình. Ba vị sư đệ của Ngô Bình đã về đệ nhất kiếm tông, dù sao họ cũng có chuyện bận làm. Giáo chủ Thái Hoàng thấy Ngô Bình lập tức vui mừng đến mức mắt sáng lên, Huyền Bình, người đột phá rồi. Ngô Bình bật cười, gật đầu, chỉ Thạch Lan đi bên cạnh, Thạch Lan là bạn của ta. Giáo chủ Thái Hoàng gật đầu với Thạch Lan xem như chào hỏi rồi hỏi Ngô Bình, Huyền Bình, mấy ngày này chúng ta có một ít xung đột với bộ phận huyết tộc nhưng quy mô không lớn. Nhưng huyết tộc tập kết trọng binh ở khoảng cách không xa với chúng ta, cho nên ta cử người điều tra phát hiện nơi đó có một khu khoáng sản. Ông ta nói xong lập tức lấy ra một bản đồ, chỉ vào một đỉnh núi phía tây bắc trên chân Hoàng Thiên Giới. Đó là một khu khoáng sản bạch hổ linh kim, khoáng sản này vô cùng quý hiếm, có thể tinh luyện ra bạch hổ linh kim, món duy nhất để chế tạo tiên binh pháp bảo và tiên tài. Trên thị trường hiện nay, sẽ mấy triệu tiền đại đạo mới mua một hay hai bạch hổ linh kim đấy. Ánh mắt của Ngô Bình sáng lên hỏi, địa bàn này thuộc về huyết tộc à? Giáo chủ Thái Hoàng, không lâu trước đâu mảnh đất này không có chủ, huyết tộc mới chiếm nơi này. Ngô Bình, thế giáo chủ đừng khách sáo với huyết tộc làm gì, cứ cướp tòa khoáng sản này đi. Giáo chủ Thái Hoàng gật đầu, người không ở đây nên ta không dám hành động. Xung quanh khoáng sản có 30 vạn đồn trú quân của huyết tộc, người dẫn Huyền Bình quân qua đó diệt bọn chúng đi. Ta thống lĩnh quân chủ lực, đến chặn viện quân của đối phương. Ngô Bình đồng ý với kế hoạch này, cười nói, được. Ta lập tức chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, Ngô Bình dẫn Huyền Bình quân đến kho bạch hổ linh kim mà chém giết. Đại quân đi vô cùng nhanh, nửa ngày đã đến nơi. Nơi đóng quân của huyết tộc đã phát hiện ra Huyền Bình quân, đối phương lập tức cử một trưởng lão huyết tộc ra, tên trưởng lão này lạnh lùng hỏi, nhân tộc, nơi này là địa bàn của huyết tộc, nhanh chóng rời đi chứ không tự gánh hậu quả. Ngô Bình đánh giá đối phương hỏi, hậu quả gì? Thực lực của trưởng lão huyết tộc chỉ trên bá tước, chắc bằng đạo cảnh đỉnh. Thậm chí cường giả trong đó cũng có thể đạt đến nửa bước hỗn độn rồi. Nhưng Ngô Bình không sợ, dù không cần con rối chiến thiên, thì anh vẫn có thể cùng lão này sâu lâu. Vẻ mặt trưởng lão huyết tộc đen lại, nhân tộc, người muốn khơi mào xung đột à? Ngô Bình cười lạnh, khơi mào xung đột, huyết tộc các ngươi có mặt mũi hỏi câu đó sao? Các ngươi giết bao nhiêu bá tánh vô tội của nhân tộc rồi? Hủy hoại bao nhiêu thành rồi? Chẳng lẽ không phải khiêu chiến? Trưởng lão huyết tộc lạnh lùng nói, đó là mọi chuyện đã qua, bây giờ chúng ta đã ở trong hòa bình. Ngô Bình không nói nhiều, giơ quỷ thánh kiếm lên, lạnh lùng nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó thoát, giết. Bát quái đồ xuất hiện, anh vừa vung kiếm lập tức chém xuống. Trưởng lão lập tức không có cơ hội né tránh, đã bị ánh sáng kiếm lóe lên chém máu bắn tung tóe. Sau đó, Ngô Bình dẫn 50 vạn đại quân, tiến sát đến 30 vạn huyết tộc đóng quân trong sơn cốc. Hiện tại, cuộc chiến tranh đã nghiêng phần thắng hẳn về một bên. Ngô Bình chỉ mất một nửa giờ đã tiêu diệt 30 vạn huyết tộc đại quân, quỷ thánh kiếm cũng hút no máu tươi rồi.
Bên trong 30 vạn huyết tộc đại quân còn có rất nhiều cao thủ bá tước, công tước, cũng bị giết sạch. Bên kia, huyết tộc đại quân phái ra 80 vạn đại quân tiếp viện nhưng bị giáo chủ Thái Hoàng dẫn đầu đại quân chặn lại, đang chém giết. Ngô Bình giết đại quân huyết tộc đang canh giữ khoáng sản, rồi dẫn binh về phía Bắc hợp binh với giáo chủ Thái Hoàng cùng đánh địch. 50 vạn đại quân của Ngô Bình gia nhập chiến đấu, đã khiến quân địch không đấu lại, mười mấy vạn xác chết la liệt trên sa trường. Trận chiến đại bại, nhân tộc diệt được địch, nhận được thắng lợi tuyệt đối. Sau đó Ngô Bình để lại 30 vạn huyền bình quân giữ mỏ vàng hang Bạch Hổ Linh, còn mình quay trở lại Thái Hoàng giáo tiếp tục bồi dưỡng huyền bình quân mới. Anh mất 2 ngày đã tăng 10 vạn lính cho huyền bình quân, giúp số lượng quân huyền bình vượt qua 60 vạn. Ngày chiến đấu hôm sau, huyết tộc cử sứ giả đến, hai phe ký hiệp ước. Huyết tộc đồng ý từ bỏ khoáng sản, mà nhân tân cũng sẽ không tấn công vô cơ vào huyền tộc nữa. Đương nhiên, hiệp ước này cũng chẳng có bất kỳ sức mạnh nào. Ngô Bình quay về doanh trại ngày thứ 3, đã cảm thấy mình chuẩn bị hoàn hảo rồi nên chuẩn bị thăng sâu vào đạo cảnh tầng 1. Đạo cảnh nhất trọng còn có thể gọi là nhập đạo, cái này đơn giản là tự tìm một đại đạo pháp tắc phù hợp với bản thân để nghiên cứu, tìm hiểu và học được nội dung bên ngoài đại đạo. Sau đó khai sáng ra đạo thuật, nhưng tụ đạo thai sinh ra đạo anh. Nhập đạo nhất trọng là đơn giản nhất, cũng là bước khó nhất. Đối với một số người có thể điều chế ra thuốc để nhập đạo thành công, nhưng vài người khác thì có tu luyện cả đời cũng không thành công được. Mỗi người đều bị sức mạnh đại đạo tác động khác nhau, cách hiểu cũng khác nhau nhưng đa phần suốt cuộc đời con người đều không có cách nào bước vào đạo cảnh. Ngô Bình đến chỗ tu luyện, trên đỉnh đầu xuất hiện một thần môn thật lớn. Cửa của thần môn mở ra, trong cánh cửa là duy độ tối cao. Mà trong duy độ tối cao có rất nhiều đại đạo, mỗi cái đều thuộc đại đạo cấp cao. Đại đạo trên thế giới này chia làm 10 phẩm, từ nhất phẩm đến thập phẩm, đại đạo nhất phẩm là khó tìm hiểu nhất, còn thập phẩm làm bậc dễ tìm hiểu, nhưng hai bậc này khác nhau một trời một vực. Ngô Bình nhờ thần môn liên kết với duy độ tối cao, nên anh vừa bước vào đã tiếp xúc đến cấp thấp nhất cũng đến tứ phẩm. Đa phần những tu sĩ vừa mở bước vào đại đạo đều nằm dưới ngũ phẩm, người ngoại lệ cũng là trăm dặm mới tìm thấy một. Đại đạo tứ phẩm, có thể nói là tìm ngàn dặm cũng không thấy một bóng. Ý thức của Ngô Bình bước vào duy độ tối cao, cảm nhận được rất nhiều đại đạo. Anh có thể cảm nhận được, đại đạo nhất phẩm, nhị phẩm và số lượng lớn đại đạo tam phẩm và tứ phẩm. Nhưng trừ những thứ này thì anh còn cảm thấy trong duy độ tối cao, còn có một đại đạo cao cấp hơn tất cả rất mờ nhạt, đại đạo này có thể hưởng ứng với thiên phẩm pháp tắc mà anh đã tu luyện. Có nghĩa là thiên phẩm pháp tắc được xuất phát từ đại đạo cao cấp này. Đại đạo này chắc là vô thượng đại đạo rồi, đại đạo chí tôn, thống lĩnh vạn đạo. Ánh mắt của Ngô Bình sáng lên. Từ trước đến giờ, anh dốc hết sức để tìm ấy vậy mà không chạm được đến. Nó khiến anh cảm giác như vô thượng đại đạo thật mờ ảo và xa vời, giống như nó có mặt ở khắp nơi nhưng không hề tồn tại. Một giờ, hai giờ, một ngày. Mãi đến ngày hôm sau, Ngô Bình vẫn chẳng thu hoạch được gì. Tuy rằng anh có thể tìm hiểu đại đạo nhất phẩm, nhưng tâm lý vẫn không cam lòng. Vì thế anh rời khỏi tu luyện, đến doanh trại làm việc 2 ngày. Lúc này Thạch Lan đã trở thành đệ tử tinh anh của Thái Hoàng giáo, đang bế quan trong động. Vì vậy anh quyết định đến Thánh Cổ Đại Lục thử một lần, có lẽ tu luyện nơi đó sẽ thu hoạch khác. Cùng ngày, anh đến Khôi Lỗi Tông, đặt con rối đào quặng. Mấy ngày nay, Khôi Lỗi Tông tăng tốc, thêm giờ để dốc hết sức chế tạo con rối đào quặng, đã chế tạo 5.500 con rồi. Ngô Bình không nói gì, dứt khoát lấy con rối đi đến Thánh Cổ Đại Lục trước. Thánh Cổ Đại Lục, quặng mỏ Hoàng Long Tinh. Thợ mỏ khắp nơi đã bận rộn, Ngô Bình quan sát xung quanh rồi thả ra 10 con rối khai thác quặng rồi huấn luyện chúng làm việc. Con rối này đào hang cực kỳ nhanh, chỉ 110 phút đã đào ra một cái quặng mỏ dài 100 mét, hơn gấp mấy trăm lần công nhân làm việc. Chúng nó lấy quặng cũng vô cùng nhanh, một tăng vừa cắt, một tay lấy, một tay đào, một tay mài, suốt quá trình đều có hiệu suất cao đến bất ngờ. Ngô Bình đứng trên mặt đất đợi một giờ, 10 con rối đào quặng cũng đào ra hơn 3.000 khối Hoàng Long Tinh, có nghĩa ít nhất một ngày chúng đào được 6 vạn khối. 5.500 con rối có thể khai thác 3.300 vạn khối Hoàng Long Tinh trong một ngày. Anh vô cùng vừa lòng với hiệu suất này, lập tức thả ra 5.500 con rối để huấn luyện. Sau đó dốc toàn bộ sức khai thác Hoàng Long Tinh. Ngô Bình đang trông nom việc đào quặng mỏ xong, đã đi đến Kim Ngô Thành để gặp Lý Thần Đồ.
Lý Thần Đồ thấy Ngô Bình lập tức bối rối hỏi, sao ngươi quay về đây? Thánh Hoàng vừa treo thưởng, hiện tại rất nhiều cao thủ đang truy tìm ngươi đó. Ngô Bình bật cười, ta thay đổi dáng vẻ, họ làm sao nhận ra? Anh nói xong vươn tay ra chạm vào khuôn mặt mình, gương mặt lập tức trở thành một ông chú trung niên. Anh dùng ảo cảnh thay đổi mặt đấy, chỉ có người quen mới thấy được khuôn mặt thật của mình. Nếu người xa lạ chỉ có thể nhìn anh thành một ông chú trung niên, đơn giản và thô kệch. Lý Thần Đồ bật cười lắc đầu nói, người vẫn nên cẩn thận chút. Tiền bối, mất ngày ta không ở đây có xảy ra chuyện lớn gì không? Lý Thần Đồ, Thánh Hoàng đang chiêu hiền nạp sĩ, bên người đó đã hội tụ rất nhiều cao thủ. Ông ta còn đang sử dụng rất nhiều thủ đoạn để chèn ép vài vị chúa tể của chúng ta đấy. Ngô Bình cười lạnh, đợi một đoạn thời gian nữa, Thánh Hoàng thật xuất hiện rồi, gã chẳng là cái thá gì cả. Lý Thần Đồ giật mình hỏi, hả, Thánh Hoàng thật? Ngô Bình tính toán thời gian cũng đã đến nửa tháng, vì thế thả ra một cửa hỗn độn. Cửa vừa mở, đúng như anh nghĩ, đập vào mắt họ là Tử Thanh. Cô cười mỉm đứng cách họ không xa, bên cạnh còn có ba tu sĩ. Ba tu sĩ này đều mang theo khí tức rất mạnh mẽ, họ là cường giả hỗn độn. Tử Thanh thấy cửa mở đã đi ra, ba người kia cũng theo sau lưng cô. Lý Thần Đồ nhìn Tử Thanh mà trợn tròn, thốt lên, Tử Thanh Thánh Vương, ngài chưa chết à? Năm đó danh tiếng của Tử Thanh vang dội, còn to lớn hơn cả Diệp Phục Thiên, đến cả Lý Thần Đồ cũng không theo kịp cô. Tử Thanh mỉm cười, đương nhiên ta còn sống, đã lâu rồi không gặp Lý Thần Đồ. Lý Thần Đồ cười khổ, bọn ta cho rằng ngươi đã thất bại khi thăng sâu vào Thánh Hoàng, nên hồn phi phách tán cả rồi. Tử Thanh, vận may của ta vẫn còn, nên chuyển thế trọng sinh. Đúng rồi, Lý Huyền Bình là em trai của ta. Lý Thần Đồ nhìn Ngô Bình đành nói, được rồi, sau này ta gọi ngươi là Lý huynh đệ. Ngô Bình gãi đầu nhì ba tu sĩ hỏi, chị Tử Thanh, ba người này là... Tử Thanh cười nói, ta từ thiên giới về đây bắt gặp ba tu sĩ hỗn độn cảnh này, họ đều đang gặp vấn đề khi tu hành nên ta giúp họ giải quyết. Thế là họ đồng ý đi theo ta đến Thánh Cổ Đại Lục. Cô giới thiệu một lượt ba người này, người nam tử cao lớn râu ria xồm xoàm trông rất tùy tiện tên là Diệp Giác, người mái tóc tím mặc đồ trắng là một nữ tử xinh đẹp, khí chất dịu dàng như nước tên là Nguyệt Nô. Người cuối cùng là một người mặc đồ đen, vóc dáng cao gầy, khí chất lạnh lùng và âm u gọi là Âm Thập Lang. Ba người này đều đã bước vào hỗn độn nhất trọng và cường giả nhị trọng, tuy tu vi không bằng chúa tể nhưng cũng chẳng kém là bao. Lý Thần Đồ cũng hành lễ với ba người nói, mời các vị ngồi. Mọi người ngồi xuống rồi, Lý Thần Đồ mới hỏi, Tử Thanh Thánh Vương, năm đó có thực lực thăng cấp Thánh Hoàng, vậy lần này về chắc đã có khả năng sẽ thành công rồi. Tử Thanh, ta đã tu hành ở hỗn độn giới nửa tháng, tu vi cũng đã được ổn định. Ta chuẩn bị ba ngày sau sẽ đi vào Thánh Hoàng chi cảnh. Đến lúc đó, ta cần yêu cầu vài vị hộ pháp. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, nói, Lý Chúa Tể là người có thể tin tưởng được, cũng có thể mời Chúa Tể Trần Hoài Long đến đây. Tử Thanh, còn cần một vị cường giả là bán bộ Thánh Hoàng. Ngô Bình suy xét thêm một chút, nói, vậy ta đi đến Nguyên Thủy Tiên Cung một chuyến, mời sư tôn Nguyên Thủy Đạo Tôn của ta ra mặt. Đôi mắt đẹp của Tử Thanh sáng ngời, Nguyên Thủy Đạo Tôn sao? Tu vi của ông ấy bây giờ đã không thua Thánh Hoàng. Nếu ông ấy chịu ra mặt, thì không còn gì tốt hơn. Ngô Bình nói trước với mấy người mấy lời, sau đó anh mở thánh môn, đi về Nguyên Thủy Sơn, đi gặp Giang Đạo Sinh trước. Sư huynh, ta muốn mời sư tôn làm hộ pháp cho một người chị của ta, cô ấy sắp đi sâu vào Thánh Hoàng chi cảnh, sư tôn có thời gian không? Giang Đạo Sinh vô cùng giật mình. Sư đệ, chị của ngươi muốn đi sâu vào Thánh Hoàng chi cảnh. Thánh Hoàng có thể ngang hàng với sư tôn. Ngô Bình gật đầu, chị ấy có cơ hội rất lớn để thăng lên làm Thánh Hoàng. Giang Đạo Sinh gật đầu, đây là chuyện tốt. Nếu đối phương đáng tin, chắc chắn tám phần sư tôn sẽ chịu rời núi. Đi, Vi Huynh đi với ngươi một chuyến. Hai người độn quang, đi đến trước hỗn độn giới, Ngọc Kinh Tiên Cung. Đi đến trước Tiên Cung. Tiên Đồng trông cửa đi đón hai người vào. Lúc này đây, Nguyên Thủy Đạo Tôn đang ngồi ở trên giường mây, đánh cờ với một người trung niên. Người trung niên kia có vầng trán rộng, cằm nhọn, tóc không có bao nhiêu nhưng lỗ tai lại rất lớn, vành tai dài gần như đụng đến bả vai. Ông ấy mặc một bộ đạo bào màu trắng, râu quai nón thưa thớt, lúc này đang vuốt râu suy nghĩ.
Nhìn thấy người trung niên này, Ngô Bình lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Thoạt nhìn, trông Nguyên Thủy Đạo Tôn trẻ hơn rất nhiều, ông ấy giơ tay vẫy vẫy Ngô Bình, nói, đồ nhi, mau đến đây, tham kiến Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Tôn. Cuối cùng Ngô Bình cũng nhớ ra, lúc trước khi anh tìm hiểu về Thái Thượng Trung, đã có được Thái Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo Kinh. Anh vội vàng tiến lên cúi đầu thật sâu, vãn bối, tham kiến Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Tôn. Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Tôn hơi hơi mỉm cười, nói, lão phu nhớ ra cậu, lúc trước cậu tìm hiểu chuông Thái Thượng. Hơn nữa, cậu cũng coi như là đệ tử thân truyền của ta. Nói xong, ông ấy nhìn về phía Nguyên Thủy Đạo Tôn, Nguyên Thủy lão ca, người cướp đệ tử của ta, chuyện này huynh phải giải thích rõ ràng. Nguyên Thủy Đạo Tôn trợn trắng mắt nhìn Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Tôn, giải thích cái con khỉ. Nếu như cậu ấy là đệ tử của ngươi, thì sao ông còn bỏ cậu ấy ở dưới? Nếu như ta là ngươi, thì sớm đã gọi vào bên người rồi. Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Tôn vuốt râu mỉm cười, nói, vẫn chưa tới lúc thích hợp, ta hy vọng cậu ấy có thể rèn luyện ở thế tục thêm mấy năm, không nghĩ đến, lại bị lão ca ông đây nhanh chân đến trước. Nguyên Thủy Đạo Tôn cười nói, tuy là cậu ấy không phải đệ tử của ông, nhưng cũng là sư điệt của ông. Nguyên Bình, sau này thấy ông ta, còn phải gọi sư thúc. Ngô Bình biết rõ. Mấy người đầu sỏ của đám người cường giả hỗn độn này đều giấu giếm huyền cơ, sau đó lại thi lễ thêm lần nữa, sư thúc. Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Tôn mỉm cười, gật đầu nói, Huyền Bình không cần đa lễ. Quá Thượng Hỗn Nguyên Đạo Tôn mỉm cười gật đầu, nói, Huyền Bình không cần đa lễ. Ngô Bình vội vàng nói, đúng vậy sư tôn, con có một người chị, 3 ngày sau sẽ đến Thánh Cổ Đại Lục, đi sâu vào Thánh Hoàng Chi Cảnh. Con muốn nhờ sư tôn hộ pháp giúp chị ấy. Nguyên Thủy Đạo Tôn nở nụ cười, dáng vẻ vô cùng vui vẻ, không tồi, phu nhân của đệ tử ta thế mà lại là Thánh Hoàng, thú vị. Ngô Bình vô cùng xấu hổ, vội vàng nói, sư tôn, đó là chị của con. Nguyên Thủy Đạo Tôn cười như không cười, nhìn anh, bây giờ không phải, nhưng về sau sẽ là như thế. Được, ta đồng ý chuyện này, 3 ngày sau, vi sư sẽ phái một hóa thân đi tìm con. Ngô Bình có hơi kinh ngạc, sư tôn. Sư tôn không đi sao? Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Tôn cười nói, Huyền Bình, Thánh Cổ Đại Lục và Thiên Giới, không có mấy Thánh Hoàng. Sư tôn của con tương đương với tu sĩ Thánh Hoàng, ông ấy không thể đi đến Thánh Cổ Đại Lục được. Cũng giống như thế, Thánh Hoàng ở Thánh Cổ Đại Lục cũng không thể tiến đến Thiên Giới. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ quái, vì sao chứ? Đây là quy tắc, nếu muốn cường ngạnh vượt qua, sẽ bị đại đạo tiêu diệt thành cho bụi, hồi phi yên diệt. Nguyên Thủy Đạo Tôn nói, thế nhưng, bán bộ Thánh Hoàng cũng đã đủ đệ hộ pháp. Ngô Bình cảm thấy đau đầu, nói, sư tôn, nếu lỡ như con trở thành Thánh Hoàng, vậy có phải sẽ không có cách nào để quay về thiên giới không? Nguyên Thủy Đạo Tôn cười to ha ha, thế thì cũng chưa chắc. Nếu như con có thể đột phát lên Thánh Hoàng cảnh, có thể đạt đến tiêu giao chi cảnh, vậy thì có thể tự do xuyên qua 2 giới. Ngô Bình chớp chớp mắt, sư tôn, nhưng ở thiên giới. Không phải cũng có người đã thành Thánh Hoàng hay sao? Nguyên Thủy Đạo Tôn gật đầu, đúng vậy. Chỉ là bọn họ trở thành Thánh Hoàng ở nơi này, cũng không có cách nào trở về Thánh Cổ Đại Lục. Ngô Bình thở dài, Thánh Hoàng khó như lên trên, đạt được tiêu giao chi cảnh không phải sẽ còn khó khăn hơn sao? Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Tôn cười nói, hiện tại ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều, đi một bước thì nhìn một bước. Ngươi có tiền đồ vô lượng. Thành tựu trong tương lai tất nhiên sẽ ở trên cả sư tôn của ngươi và ta. Sau khi Ngô Bình hỏi rõ ràng, thì lập tức cáo từ, lại trở về Thánh Cổ Đại Lục. Tử Thanh còn đang tán gẫu với mấy người Lý Thần, thấy Ngô Bình trở về, lập tức hỏi, sao rồi? Ngô Bình cười nói, sư tôn của ta nói, đến khi đó sẽ đưa đến một hóa thân của ông ấy, tu vi tương đương với bán bộ Thánh Hoàng. Tử Thanh cười nói, có đạo tôn hộ pháp. Lần thăng cấp này ta không còn lo lắng nữa. Ngô Bình cười nói, chị Tử Thanh, sư tôn của ta nói, sau khi trở thành Thánh Hoàng thì sẽ không thể trở lại thiên giới. Tử Thanh gật đầu, đúng vậy, Hoàng không thấy tôn, từ xưa nay đã như thế. Lý Thần Đồ, Thánh Vương Tử Thanh, mấy ngày nay nên chuẩn bị thật tốt. Dị tộc và thần tộc tất nhiên sẽ không hy vọng nhân tộc có Thánh Hoàng ra đời, ta cũng phải đi tìm vài vị lão bằng hữu hỗ trợ. Tử Thanh nói, đa tạ Lý Huynh. Sau đó, Ngô Bình lại đi đến gặp Trần Hoài Long, người này cũng đồng ý sau 3 ngày sẽ đi hộ pháp cho Tử Thanh. Đây là đại sự của nhân tộc,
Trần Hoài Long cũng bắt đầu triệu tập bằng hữu, cần phải đảm bảo để cho Tử Thanh an toàn thăng cấp. Thời gian 3 ngày, cũng đã đủ để Ngô Bình thử nhập đạo. Anh đi đến một chỗ yên tĩnh, Dương Thần đi vào thần môn, cảm thụ vô thượng đại đạo ở chiều không gian tối cao nhất. Nhưng mà, lúc này anh vẫn cảm thấy không hề khác biệt lắm so với lúc ở thiên giới, vô thượng đại đạo kia có như không có, cẩn thận cảm nhận cũng không tìm thấy được dấu vết gì. Chẳng lẽ vốn dĩ không có khả năng tìm hiểu được vô thượng đại sao? Hay là thế gian này căn bản không hề có vô thượng đại đạo? Ngày đầu tiên, anh không thu hoạch được gì cả. Vô cùng buồn khổ, nghĩ thầm, dứt khoát lựa chọn mấy nhất phẩm đại đạo đi tu luyện, thật ra cũng không tồi. Sáng sớm, anh và Tử Thanh cùng nhau đi ăn sáng, mới vừa ăn được mấy miếng, Lý Thần Đồ cũng đến, mấy người bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Anh hỏi Lý Thần Đồ huynh, người có từng cảm thụ được vô thượng đại đạo không? Nghe Ngô Bình nhắc đến vô thượng đại đạo, hắn lập tức dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ, Ngô Bình nói lại toàn bộ sự việc trải qua trong thần môn. Lý Thần Đồ nghe xong, nói, cái đó chính là vô thượng đại đạo, nó thật sự có tồn tại. Chỉ là, vô thượng đại đạo bao trùm bên trên vạn đạo, chỉ có tu sĩ có cảnh giới cao hơn Thánh Hoàng mới có thể tìm hiểu được vô thượng đại đạo. Cho nên, lão đệ à, người vẫn nên từ bỏ ý định lĩnh ngộ vô thượng đại đạo đi. Quan điểm của Tử Thanh lại hoàn toàn ngược lại, cô cười nói, không thử một chút, làm sao biết không thành công được. Tiểu đệ, tu vi của ngươi vốn không thấp, đừng nóng nảy, từ từ làm. Ngô Bình thở dài, được rồi, vậy đợi ăn cơm xong, ta sẽ thử lại. Y Mị vẫn đang bận ăn, bỗng nhiên cô nói, nếu mà vô thượng đại đạo, nhất định nó có thể khống chế được pháp tắc mà cả hai giới thánh cổ đại lục và thiên giới đang có. Ngô Bình sửng sốt, sau đó hai mắt sáng lên, anh nhảy lên, cười nói, mọi người ăn trước đi, ta đi tu luyện. Y Mị lắc đầu, lấy đũa kẹp lên một miếng xúc xích, ăn ngon lành. Đến nơi tu luyện rồi, Ngô Bình giải phóng thần môn, sau đó anh lại tiến vào thần môn, cũng mở hỗn độn chi môn ra. Mà anh, ngồi ở ngưỡng cửa để tu luyện, trên tay trái, là thời không của thiên giới hỗn độn, bên tay phải là thánh cổ đại lục. Lúc này đây, khi anh lại cảm thấy được vô thượng đại đạo, thì cảm thấy ở thiên giới có một luồng khí tức đại đạo vi diệu hội tụ đi vào trong cơ thể của anh, tiến vào tháp thiên mệnh ở thánh mạch. Khí tức đại đạo mờ ảo khó lường vần quanh tháp thiên mệnh một vòng, sau đó lại tiếp tục lao đến thánh mạch, lại tiến vào thiên kinh. Sau đó, từ thiên kinh đi vào trong từng nhanh một, cuối cùng xuyên qua thiên kinh nhỏ nhất, dung nhập vào trong mỗi tế bào bên trong cơ thể. Đồng thời, ở thánh cổ đại lục cũng có một luồng khí chất đối ứng với khí tức đại đạo, cũng hội tụ đi vào trong cơ thể của anh, chẳng qua, nơi nó tiến vào chính là cửu liên đài trong thánh mạch. Khí tức đại đạo đó nặng nề như chì, vần quanh cửu liên đài một lúc, sau đó lại tiếp tục lao đến thánh mạch, đi vào địa vĩ. Sau khi đến địa vĩ, thì đi vào từng nhành, cuối cùng cũng như cái kia, đi qua địa vĩ nhỏ nhất rồi hòa vào trong từng tế bào bên trong cơ thể. Ngay khi hai loại khí tức đại đạo huyền diệu, một cái thì mờ ảo, một cái thì nặng nề, một cái như trì, một cái lại là thủy ngân, cứ như vậy mà gặp nhau trong tế bào của Ngô Bình. Ầm ầm, toàn thân Ngô Bình chấn động, giữa hai luồng khí tức sinh ra tia chớp màu đỏ tía, giữa bọn chúng mơ hồ có một lực hút, đồng thời đó cũng có một lực đẩy. Anh không dám để cho bọn chúng tiếp xúc dễ dàng, chỉ dám từ từ thử từng chút. Anh cẩn thận thu luyện, cẩn thận suy đoán, cực kỳ cẩn thận, anh phải mất gần một ngày mới có thể ngưng tụ hai loại khí tức đại đạo này thành một nửa phù văn. Sau đó, bên trong các tế bào của Ngô Bình, một nửa phù văn này và một nửa phù văn kia dần dần tiếp xúc, càng ngày càng gần, cuối cùng thì va chạm. Cả người Ngô Bình giật một cái, giống hệt như người bị điện giật. Hai nửa phù văn hình thành ra 10 cái phù văn, phóng xuất ra sức mạnh không thể nào tưởng tượng được, khủng bố đến cực độ. Ảo diệu đến cực điểm, vô cùng thần kỳ, không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được nó, suy nghĩ cũng không thể nào hiểu được nó, thời không cũng không thể chứa được nó vô hình vô chất, nhưng bây giờ lại được Ngô Bình tạo ra. Nếu như Ngô Bình không phải là kim thân cửu chuyển, nếu như anh không đạt đến cửu biến, nếu anh không có hỗn độn chi môn, nếu không có một câu của Y Mị, nếu như anh chưa từng đến thánh cổ đại lục, nếu như trước đây anh chưa từng có đủ loại kỳ ngộ. Tất cả những sự kiện trên cho dù một sự kiện nào không được xảy ra, thì anh đều không thể phát hiện ra được bí mật tối thượng này, đến đây tiếp xúc với vô thượng đại đạo. Ngô Bình hít sâu một hơi, cả người đều đang run rẩy, không biết là vì kích động hay là vì sợ hãi,
lại cũng có thể là cả hai cái. Chắc là anh sợ hãi, dẫu sao anh đã lần lượt hấp thu một luồng khí tức đại đạo từ hai thế giới, vô cùng mong manh. Huống hồ, Ngô Bình lại còn phân tán một lượng năng lượng nhỏ như vậy vào trong 50.000 tỷ tế bào trong cơ thể. Nói cách khác, khí tức đại đạo bên trong mỗi tế bào chỉ chiếm được 1/50.000 tỷ của luồng khí tức đại đạo. Nhưng mà chỉ cần 10 cái phù văn được ngưng tụ từ khí tức đại đạo nhỏ bé như thế, cũng đã khiến cho Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh khủng bố. Nếu như mỗi tế bào đều ngưng tụ thành phù văn đại đạo thì sao? Vậy thì sẽ có sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào? Nếu anh hấp thu khoảng 1/vạn hay 1/100 triệu luồng khí tức cổ đại đạo kia thì thế nào? Vậy thì đó sẽ là sức mạnh to lớn kinh thiên động địa cỡ nào? Ngô Bình không dám nghĩ, trong lòng của anh dâng lên cảm giác sợ hãi. Anh cũng đang kích động. Sức mạnh to lớn như vậy, giả như theo thời gian, theo sự tăng lên của tu vui, anh có thể siêu việt mà đại đến thánh hoàng cảnh, hỗn độn cảnh, bước đến cảnh giới vô thượng ảo diệu, đại đến đại tiêu dao. Ngô Bình nhanh chóng bình tĩnh cảm xúc lại. Lúc này đây, anh đã hoàn thiện 100 phù văn bên trong tế bào của cơ thể. Thân thể lại chấn động, khí tức mạnh mẽ gấp 10 lần so với lần trước xuất hiện, nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu. Lần thứ 3, 1.000 tế bào. Lần thứ 4, 10.000 tế bào. Lần thứ 5, 100.000 tế bào. Cuối cùng, trong 1 tỷ tế bào bên trong cơ thể của Ngô Bình đồng thời ngưng tụ ra phù văn hoàn chỉnh. Cơ thể của anh hơi sáng lên. Loại cảm giác chấn động đó đã không còn, ngược lại vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, đã qua đến ngày hôm sau, anh thu hồi hỗn độn chi môn, rời khỏi thần môn của bản thân mình. Vừa xuất quan, anh đã lập tức đi đến nghị sự điện. Không nghĩ đến, trong nghị sự điện đã ngồi đầy người, đại khái đếm sơ qua thì có đến mấy chục người. Trần Hoài Long, Lý Thần Đồ, Dược Lão, mấy người bọn họ ở đây đều là vì làm cường giả hộ pháp cho Thánh Vương Tử Thanh. Tử Thanh ngồi ở giữa, cô nói, em trai, bây giờ cậu thông báo cho Nguyên Thủy Đạo Tôn, nói bây giờ tôi muốn đột phá trước. Ngô Bình hiểu rõ, Tử Thanh đang muốn đánh úp, dẫu sao đã chuẩn bị 2-3 ngày, chắc chắn sẽ có rất nhiều dị tộc và kẻ địch sẽ biết được việc này. Ngô Bình gật đầu, lập tức mở ra thánh môn, trở lại thế tục, cũng bóp nát một khối ngọc phù. Ngọc phù vừa mới phá vỡ, chỉ trong chốc lát, bên người của anh đã xuất hiện một vị thiếu niên, mặc một bộ lam bào. Đi chân trần, tóc dài buộc ra sau đầu, trên môi nở nụ cười. Sư tôn, Ngô Bình thi lễ, chị của con đột phá sớm. Nguyên Thủy Đạo Tôn gật đầu, đi thôi. Anh mở thánh môn ra, hai người trở lại thành Kim Ngô, đến nghị sự điện. Nguyên Thủy Đạo Tôn vừa đến, tất cả mọi người đều đứng dậy thi lễ. Dẫu sao luận về tu vi, tư lịch, Nguyên Thủy Đạo Tôn đều ngang hàng thánh hoàng, không có ai dám bất kính. Nguyên Thủy Đạo Tôn hơi hơi mỉm cười, ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó lập tức nhìn về phía Tử Thanh, cười nói, cô bé này không tồi. Tử Thanh vội vàng nói, Đạo Tôn. Nguyên Thủy Đạo Tôn vội vàng nói, y, cũng gọi ta là Sư Tôn đi, dẫu sao hai đứa cũng là người một nhà. Tu vi của Tử Thanh cao như thế, gương mặt đẹp cũng không khỏi đỏ lên, cô há miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Ngô Bình cũng vô cùng xấu hổ, vội vàng nói. Chị Tử Thanh, bây giờ bắt đầu luôn à? Tử Thanh gật đầu, ừm. Cách hướng đông của thành Kim Ngô 3.700 dặm, mọi người bay lên trời. Chỉ thấy một khoảng mây đầy núi, bỗng nhiên, mây khói tan đi, ngọn núi cao ngàn trượng, không biết từ khi nào đã bị tu sửa thành một gian đài cao. Mỗi một tầng đều khắc đầy phù văn, mỗi một nơi đều được bao phủ bởi phù văn, là một đại trận huyền diệu. Ở phần đỉnh cao nhất, còn có một bệ rộng 300 bước. Được xây nên từ tiên ngọc. Tử Thanh ôm quyền với mọi người, sau đó bay lên phía trên ngọc đài, ngồi xếp bằng xuống. Ngay lập tức, người xung quanh tản ra phía bên ngoài, người gần nhất, cách 10 dặm, là Mà Nguyên Bắc và hóa thân của Nguyên Thủy Đạo Tôn tọa trấn. Ngoài 100 dặm, là hai vị chúa tể tọa trấn. Lại ra bên ngoài 100 dặm nữa là hai vị chúa tể tọa trấn, hơn 10 vị đại thánh còn lại phụ trách bảo hộ, không để cho người ngoài đi vào. Chỗ xa hơn, ngoài ngàn dặm, bố trí 500 cổ thánh, thánh nhân vân vân, bọn họ phụ trách tầng ở ngoài cùng. Có thể nói, vì đệ tử Thanh thăng chức, tinh nhuệ của nhân tộc đều được gọi ra hết. Chỉ là, mọi người đều được thông chi, nhưng không ai đi thông chi cho vị bán bộ thánh hoàng Diệp Phục Thiên kia. Tử Thanh vừa mới ngồi xuống, khí tức xung quanh lập tức dâng lên, một luồng khí tức kinh thiên phóng xuất ra ngoài,
không trung lập tức tràn ngập lôi vân, uy áp khủng bố trấn áp xuống dưới, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cách Ngọc Đài mấy vạn dặm về phía đông, có cổ thần buông xuống, cổ thần cao vạn trượng, đấu chó mình người, tay cầm một lưỡi hái đẫm máu, đôi mắt nhu hai mặt trời sáng chói. Đằng sau cổ thần có mấy trăm vạn vị thần bóng tối đen nghìn nghịt trên không trung, những vị thần kia trong miệng đều niệm chú ngôn. Đây là một loại chú nguyền rủa, sức mạnh nguyền rủa này hội tụ thành một quái vật màu đen. Quái vật này như được tạo nên từ hàng ngàn con sâu, bên ngoài vẫn luôn mấp máy. Nó trông giống người, lại chỉ có một cái miệng, trong miệng là một vực sâu màu máu. Cách Ngọc Đài mấy vạn dặm về phía tây, cũng có một vị ma thần cao vạn trượng dáng thế, ma thần này, tuy có hình người, nhưng cả người lại phủ một lớp vảy màu đen, có một đôi mắt như mắt cừu, trên đầu có hai chiếc sừng nhọn màu đen. Trên tay hắn ta cầm một cây chiến kích, trong đôi mắt phun ra ngọn lửa màu tím. Ở phía sau hắn ta, cũng có mấy trăm vạn ma chúng, niệm lên lời nguyền rủa tà ác. Sức mạnh nguyền rủa ngưng tụ bên trong không trung thành một cái đầu lâu cực lớn, bộ xương khô xuất hiện rõ ràng bên dưới từng đóa hoa sen màu đen. Ở phía bắc cách Ngọc Đài mấy vạn dặm, có 800 dị tộc thân người đuôi rắn, cùng đọc chú ngữ, ở trên không trung ngưng tụ ra một con rắn chín đầu cực lớn, gào thét về hướng của Ngọc Đài. Cách Ngọc Đài mấy vạn dặm về phía nam, có 600 vạn dị tộc có cơ thể đỏ như máu, có một sừng, đôi mắt màu đỏ máu không có đồng tử, mỗi một kẻ đều cao hơn 10 trượng, bọn họ chắp tay trước ngực, niệm chú cùng một lúc, ở trong không trung ngưng tụ thành một con ác ma một sừng, tay cầm trường mâu, ném mạnh đến hướng của Ngọc Đài. Cuối cùng, ở Đông Đô, nơi cách Ngọc Đài không quá xa, có một người đàn ông mặc đế phục đứng ở trên bầu trời. Ở phía sau của hắn ta là 10 vị trọng thần trong triều. Người đàn ông mặc đế phục đó, chính là bán bộ thánh hoàng, Diệp Phục Thiên. Đôi mắt của Diệp Phục Thiên nhìn về hướng của Ngọc Đài, trong ánh mắt có hơi phức tạp. Lúc này đây, ở phía sau có một vị đại thánh đi ra, thấp giọng nói, bệ hạ. Cổ thần khuyển mông bày ra vẫn hồn đại trận ở phương đông, nguyền rủa người thăng cấp. Ma thần nghịch kích đang kết thành lạc phách đại trận ở phương tây, nguyền rủa người thăng cấp. Vị đại thánh thứ hai đứng ra, nói, bệ hạ. Dị tộc Liễu Xà đang ở phương Bắc tập kết 800 vạn thuật sư, triệu hồi ra hung thú cự xà chín đầu, gây bất lợi với người thăng cấp. Dị tộc Xích Ma tại phương Nam tập kết 600 vạn ma pháp sư, triệu hồi ra cổ ma Xích Mông, gây bất lợi cho người thăng cấp. Một vị thánh nhân là trưởng bối của Diệp Phục Thiên, ông ấy thấp giọng nói, bệ hạ, nếu như người nọ đột phá thành thánh hoàng, bệ hạ định xử lý như thế nào? Diệp Phục Thiên bình tĩnh nói, cô ta sẽ không thành công. Trước đây lúc ta đột phá thánh hoàng, cũng đã thấy được tất cả. Thần tộc không cho phép, dị tộc không cho phép, trời đất này cũng không cho phép. Nếu như cô ta có khả năng thông thiên, cũng không có khả năng thành công. Vị thánh nhân này ngẩng ra, bệ hạ, hoàn toàn không có khả năng sao? Diệp Phục Thiên nhẹ thở dài, tuyệt đối không thể. Cái đạo môn kia đã đóng lại rồi, không ai có thể mở ra. Lúc này đây, Tử Thanh ở phía trên Ngọc Đài, phóng ra hai thanh phi kiếm, một cái là Tử Điện, một cái là Thanh Xương. Hai cây kiếm bảo vệ trái phải, bên trên lại có khí tức cấm kỵ, đây chính là hai món pháp bảo cấm kỵ. Phi kiếm xoay quanh bên trong không trung, chém đi hết những đợt sấm sét nhỏ đánh xuống. Thế nhưng, dị tượng trên bầu trời càng lúc càng mãnh liệt, mây đen tạo thành một xoáy nước cực lớn, bên trong giường như có một gương mặt quỷ cực lớn. Hai mắt tối om, chăm chú nhìn Tử Thanh ở bên dưới. Nguyên Thủy Đạo Tôn nhẹ thở dài, nói với Ngô Bình, Huyền Bình, ở Thánh Cổ Đại Lục này, có quá nhiều cường giả dị tộc, khắp nơi đều có người bày ra hung trận cản trở việc đột phá của Tử Thanh. Ngô Bình nhíu mày, Sư Tôn, vậy Tử Thanh có nguy hiểm không? Nguyên Thủy Đạo Tôn lắc đầu, đại kiếp nạn của Thánh Hoàng, không có khả năng là không nguy hiểm. Tỷ lệ thành công của đồ tức ít nhất là 40%. Tóc của Ngô Bình nổ tung, chỉ có 40% thôi sao? Nguyên Thủy Đạo Tôn nhìn anh một cái, đồ nhi chớ có trách, nếu thật sự không qua được, vi sư sẽ cứu vợ của con. Chỉ là tu vi của cô ấy, phải giảm xuống hàng hiền giả cảnh, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại thánh cảnh. Ngô Bình không khỏi lo lắng, hy vọng tất cả có thể thuận lợi. Răng rắc, mặt quỷ kia, phun ra một tia chớp đỏ như máu, đánh vào kiếm tử điện run rẩy một chút. Sau đó, tia chớp thứ hai, thứ ba rơi xuống, đã bị kiếm Thanh Xương tiếp được. Sau khi tiếp nhận 10 tia huyết lôi, hai thanh bảo kiếm đã không còn chịu nổi nữa,
Tử Thanh mắng một tiếng, hai thanh kiếm đột nhiên hóa thành cầu vồng, bay về phía xoáy nước. Một xanh một tím, hai đường kiếm quang trùng tiêu dựng lên, ở trên không trung hợp lại thành một, hóa thành một thanh bảo kiếm có phẩm chất cao cấp hơn, Tử Thanh tiên kiếm. Tử Thanh tiên kiếm bay đến hướng của mặt quỷ, lại bị mặt quỷ kia thổi ra một cơn gió đen bao phủ lấy. Tử Thanh kiếm rên rỉ một tiếng, sau đó rơi từ trên không xuống, vừa lúc đó bay về hướng của Ngô Bình. Ngô Bình bay sang, chộp lấy Tử Thanh tiên kiếm, tay của anh vừa tiếp xúc với tiên kiếm, thì toàn bộ tay đã bắt đầu trở nên hư thối, da thịt bong chóc ra. Hóa ra, hắc phong kia chính là chất kịch độc, có thể làm ô nhiễm tất cả pháp bảo, lại càng có thể làm thối giữa vạn linh thể. Sắc mặt của Ngô Bình biến đổi, đang muốn dùng giải độc đan, thì sức mạnh của vô thượng đại đạo đang ẩn chứa bên trong cơ thể bỗng nhiên bùng nổ, chất độc bên trên cánh tay và thanh kiếm tan thành mây khói trong nháy mắt. Thậm chí, luồng sức mạnh này còn dũng mãnh đi vào bên trong tiên kiếm, khiến cho cấm kỵ bên trong món pháp bảo cấm kỵ này trở nên rực rỡ hẳn lên, cả cơ thể phóng ra quang minh. Tiên kiếm gầm lên một tiếng, rồi lại bay về phía Tử Thanh. Tử Thanh nhận lấy tiên kiếm, không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng cô đã cảm nhận được tiên kiếm bị ô nhiễm, sao lại có thể khôi phục? Chẳng lẽ là tiểu đệ đã chữa trị cho nó? Đang là thời điểm đột phá, cô cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, tay ngọc vung lên, Tử Thanh tiên kiếm lại bay đến mặt quỷ cực lớn bên trong xoáy nước kia một lần nữa. Hiu! Kiếm quang như luyện, ngay lập tức bay đến. Mặt quỷ lại lặp lại trò cũ, lại phun ra hắc phong một lần nữa. Đáng tiếc, bây giờ hắc phong không có cách nào để làm ô nhiễm tiên kiếm nữa, kiếm quang cắt ngang, mặt quỷ cực lớn bị cắt thành hai nửa, phần trên rơi xuống, xoáy nước cũng sụp đổ trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngô Bình nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong giây tiếp theo, ở phương đông bỗng nhiên bay đến một hắc ảnh này vô cùng lớn, là một quái vật hình người chỉ có miệng, nó phát ra tiếng thét thê lương chói tai, sau đó hóa thành một luồng khói đen, lao theo hình xoắn ốc mà nhằm về phía của Tử Thanh. Tử Thanh thu tiên kiếm lại, kiếm quang xoay tròn, hình thành một vòng khiên kiếm quang, ngăn chặn khói đen. Khói đen mạnh mẽ giáng xuống, khiên kiếm quang dần dần hạ xuống, ánh sáng cũng càng ngày càng trở nên ảm đạm. Ngô Bình không khỏi trở nên khẩn trương, anh nghĩ đến thiên cực. Vì thế, anh đem năng lượng thanh tẩy của con rối chiến thiên, rót toàn bộ vào bên trong thiên cực. Thập nhị trọng cấm bên trong thiên cực biến đổi, dường như trong nháy mắt đã thoát thai hoán cốt, uy thế của nó càng tăng lên, đồng thời cũng càng nghe lời hơn. Ngay sau đó, Ngô Bình rót một thân pháp lực vào bên trong đó, thiên cực dựa vào ý chí của Ngô Bình, biến thành một thanh trường kiếm vàng kim. Hai mắt của anh sáng lên, ném thanh kiếm về hướng của Tử Thanh. Chị Tử Thanh, tiếp kiếm. Tử Thanh nhìn thấy Tử Thanh tiên kiếm dường như sắp không thể trụ nổi, cô đang định chuẩn bị lấy món trọng bảo hoàng cực lên ra. Chợt nghe thấy tiếng của Ngô Bình, cô duỗi tay ra, lập tức nắm lấy thanh bảo kiếm do thiên cực hóa thành. Một luồng sức mạnh hung hãn bùng nổ, ánh mắt của cô sáng lên, thu lại Tử Thanh tiên kiếm, lấy thiên cực đâm thẳng lên không trung. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ dữ dội phóng lên bầu trời. Trong nháy mắt đã tách ra khói đen oanh kích cô. Khói đen vẫn còn muốn ngưng tụ lại thành quái vật hình người, Tử Thanh lại múa thiên cực một lần nữa, trên không trung lập tức xuất hiện một hư ảnh của hung thú, trông như một con trâu nhưng không phải trâu, nhưng nó lại có cái miệng vô cùng lớn. Nó mở cái miệng rộng của mình ra, lập tức nuốt trọn lấy một nửa của con quái vật hình người. Hung thú ợ lên một cái, sau đó lại quay trở về bên trong thiên cực. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyên Thủy Đạo Tôn không nhìn được mà ô lên một tiếng, chí hung chi vật thiên cực, đồ nhi, thứ này từ đâu ra thế? Ngô Bình, con mượn được ở chỗ của một người bạn. Nguyên Thủy Đạo Tôn nở nụ cười, hung thú thiên cực, không thua kém gì Thánh Hoàng, bên trong phong ấn cấm kỵ tối cao tuyệt thế hung thú. Trong khi hai người nói chuyện, không trung lại có thay đổi, một cái đầu lâu màu đen cực lớn, cười quái dị lao xuống, cắn đến hướng của Tử Thanh. Tử Thanh vận dụng cực lần nữa, chém một nhát lên trời, trúng ngay đầu lâu. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, đầu quỷ kia không sao hết. Nó nhảy ra sau một khoảng cách nhất định, lại lao về phía Tử Thanh. Tử Thanh cười lạnh, cô cười lạnh rồi lại chém thêm một nhát kiếm nữa. Nhát kiếm này là tuyệt chiêu trong vương tỏa kiếm đạo mà Ngô Bắc đã tìm hiểu, chưa đặt tên nhưng sức mạnh và uy thế của nó vô cùng đáng sợ. Phối hợp với việc thi triển cực, uy lực nó lại tăng lên một bậc. Bộ xương khô kia vừa bị chém chết, lại có một con rắn khổng lồ chín đầu và ác ma một sừng xuất hiện.
Bọn chúng cùng tấn công vào Tử Thanh, khí ma đạo và khí yêu đạo đầy sát khí ngập trời. Tử Thanh vẫn sử dụng cực, không trung đột nhiên xuất hiện hàng tỷ kiếm quang, nó là thiên ảnh kiếm pháp mà Ngô Bình đã âm thầm truyền lại cho cô. Thiên ảnh kiếm pháp này đã được anh cải tiến lại, uy lực càng mạnh hơn trước. Hàng tỷ kiếm quang hợp thành một sát trận, dường như xuất hiện cửu cung bát quái. Vụt! Một tia kiếm quang kinh thiên vừa xuất hiện, đã chém ác ma một sừng và rắn khổng lồ chín đầu thành mấy khúc, rồi tan thành khói. Khai thiên! Tử Thanh gào to, cầm cực đâm lên không trung. Kiếm quang dày đặc phá vỡ trời xanh, hình thành một cái động đen kịt. Trong động lớn này rơi xuống vô số sinh linh không biết tên, mà miệng cứ phát ra tiếng lào bào, không biết đang nguyền rủa hay chúc phúc. Đột nhiên cái động lớn màu đen kia mở to ra, để lộ một thứ bên trong. Đó là một cánh cửa to màu vàng, rộng 10 vạn trượng, cao 18 vạn trượng. Trên cửa có mấy chục nghìn tỷ ký hiệu rất huyền diệu, phóng ra khí tức mạnh mẽ khiến chúng sinh rơi vào tuyệt vọng. Sao lại thế này? Trần Hoài Long thấy cánh cửa này thầm hỏi, cái cửa này quá chắc chắn, dù Thánh Hoàng ra tay cũng không thể đánh mở nó ra. Tử Thanh nhìn thiên môn màu vàng, ký hiệu trên đó đều sáng lên. Ánh sáng ngưng tụ thành hình 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nhóm binh lính này phát ra tiếng hô, rồi đánh về hướng Tử Thanh. Lúc này ngay cả Tử Thanh cũng ngây ra, sao thiên môn lại chắc chắn như thế? Phải biết rằng, trở thành Thánh Hoàng phải mở thiên môn, chỉ cần đánh mở được thiên môn một khe hở nhỏ thôi, cô cũng có thể trở thành nửa Thánh Hoàng rồi. Trong lòng cô tuôn ra một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ cô thất bại ở đây sao? Đột nhiên Ngô Bình đứng đằng xa gào lên. Chị Tử Thanh cố lên. Chị có thể làm được. Tử Thanh cắn răng, một lệnh bài xuất hiện trong tay cô. Lệnh bài này vừa xuất hiện ra phóng ra uy áp ngút trời của Thánh Hoàng, vô số ký hiệu thần thánh rơi xuống khỏi không trung, chúng rơi vào trên người Tử Thanh, ngưng tụ thành một bộ giáp màu vàng. Một bộ phận ký hiệu khác lại rơi vào trên thân thiên cực kiếm, giúp sức uy mãnh và hung ác của nó tăng lên gấp 3 lần. Cuối cùng những ký hiệu còn sót lại. Ngưng tụ xung quanh Tử Thanh tạo thành một quả cầu phù trận, di chuyển nhanh chóng xoay tròn quanh cô. Tử Thanh hóa thành một luồng ánh sáng, cô nắm chặt thiên cực kiếm trong tay, vọt thẳng đến thiên môn chắc chắn kia. Luồng ánh sáng này lấp lánh đến chói mặt, sắc bén đến vô hạn. Rầm! Một tiếng vang thật lớn, cực văn ra tung tóe, phù trận hình cầu bị vỡ mất, bộ giáp màu vàng cũng biến thành mảnh nhỏ. Tử Thanh phun ra ngụm máu tiên ngã xuống ngọc đài như diều đứt dây. Đáy lòng của Ngô Bình rơi xuống đáy cốc, bay lên dưới ngọc đài. Nguyên Thủy Đạo Tôn thở dài, lẩm bẩm, vẫn thất bại. Trần Hoài Long, Lý Thần Đồ cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hai vị chúa tể cũng tối đi. Chẳng lẽ, nhân tộc không thể sinh ra Thánh Hoàng nữa sao? Ngô Bình đỡ được Tử Thanh, ôm cô vào ngực, gương mặt của Tử Thanh tái nhợt, đạo tắc trong cơ thể đã vỡ vụn hết, đạo mạch đứt gãy, thần hồn gần như đã hỏng sạch. Làn da xuất hiện vết rạn rất nhỏ. Tử Thanh mỉm cười, ta không ngờ nắm giữ được hoàng cực lệnh và cực chí bảo trong tay, được nhiều người giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cánh cửa kia quá kiên cố, phải là người đạt đến Thánh Hoàng Trung Kỳ mới có thể mở ra, ta làm không được. Ngô Bình có thể cảm nhận được ngọn lửa tính mạng của Tử Thanh đang dần dần vụt tắt. Cô đã sử dụng toàn lực nên gây ảnh hưởng đến cơ thể quá nghiêm trọng. Ngô Bình nhìn Tử Thanh sắp ra đi, anh cắn răng. Bất chợt, 10 tỷ tế bào trong cơ thể run lên, hình thành ký hiệu vô thượng đại đạo đầy đủ. Ngay tức thì, một luồng khí tức khó lường phóng ra khỏi cơ thể anh run lên lập cập, cảm nhận được nỗi đau mãnh liệt kéo đến. Sau đó, anh hôn lên môi Tử Thanh. Năng lượng của 10 tỷ ký hiệu vô thượng đại đạo ngưng tụ lại, chui vào trong cơ thể Tử Thanh. Thoáng chốc, toàn thân Tử Thanh thả ra ánh sáng rực rỡ, một nguồn lực khí tức không thuộc về cô xuất hiện. Còn chưa đủ, Ngô Bình mở to mắt, 30 tỷ tế bào trong cơ thể lại ngưng kết ra vô thượng đạo phù, năng lượng dũng mạnh gấp 3 lần trước đó đổ ào ạt vào cơ thể Tử Thanh. Nguồn lực lượng này vẫn còn quá yếu như lửa trong những vì sao, nhưng lửa trong những vì sao này có thể cháy lan ra đồng cỏ. Rầm! Thiên cực tiên kiếm và Tử Thanh thay đổi, lực lượng trong cơ thể của Tử Thanh cũng xảy ra hiện tượng lột xác thần bí khó lường, có thể nói là tình trạng thăng hoa khó giải thích được. Đột nhiên cô ngồi dậy, đầu tiên là hôn Ngô Bình. Sau đó, đánh ra một chưởng, thiên cực kiếm bay vào tay cô. Cô hợp làm một với thiên cực kiếm, hóa thành một ánh sáng vút trời, tạo ra hai đường phóng đến thiên môn màu vàng. Cô huyền diệu như sao băng, tỏa ánh sáng ra vạn dặm.
Một tiếng vang thật lớn vừa dứt, thiên môn mở ra. Thiên môn mở rồi, Nguyên Thủy Đạo Tôn, Trần Hoài Long, Lý Thần Đồ đồng thời ngạc nhiên, thốt lên. Cùng lúc đó, Diệp Phục Thiên đứng ngoài vạn dặm cũng ngây ra, thì thào, không thể nào, làm sao cô làm được. Sau thiên môn, có một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu ra, người bên dưới thấy không rõ bên trong chứa cái gì. Mà Tử Thanh vẫn đứng ở trong thiên môn. Ngô Bình nhìn thiên môn cực lớn, mà vô lực nằm xuống ngọc đài cười ngốc. Cuối cùng cũng thành công rồi, từ nay về sau nhân tộc ở Thánh Cổ Đại Lục có thêm một Tử Thanh Thánh Hoàng. Cứ như thế, người ở ngoài đứng đợi 3 ngày, nhưng tất cả mọi không ý thức được thời gian, mà cứ như con rối gỗ đứng nguyên tại chỗ nhìn chăm chú vào thiên môn vì sợ bỏ lỡ hình ảnh nào đó. Sau 3 ngày, trong thiên môn đi ra một bóng xinh đẹp. Cô mặc phượng bào của nữ đế, khí thức thánh hoàng xuất ra không ai bì nổi. Mỗi bước đi, xuất hiện ngàn vạn đóa hoa sen trong không trung. Trên bầu trời xuất hiện vô số bóng thánh hiền ca ngợi, cánh hoa rơi đầy trời, lại có vô số tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa, còn 10 vạn nhạc sĩ thổi kèn đàn hát, tấu một khúc rất êm tai. Tử Thanh đi thẳng đến trước Ngô Bình, nhẹ nhàng nâng anh dậy. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, Ngô Bình đã khôi phục khá tốt. Anh nhếch môi cười, hành lễ với Tử Thanh, tham kiến Tử Thanh Thánh Hoàng. Nghịch ngợm, Tử Thanh Thánh Hoàng nhéo mũi Ngô Bình, sau đó nắm tay anh kéo về hướng Nguyên Thủy Đạo Tôn. Nguyên Thủy Đạo Tôn cười ha hả, ôm quyền nói, chúc mừng đạo hữu, cuối cùng cũng đã viên mãn rồi. Tử Thanh Thánh Hoàng đáp lễ lại, Đạo Tôn, đa tạ người đã hộ pháp cho ta. Nguyên Thủy Đạo Tôn cười nói, thật ra ta chẳng làm gì hết, ngược lại đại ân của Huyền Bình là không thể phủ nhận. Lúc này, tu sĩ hộ pháp gần đó đều đến chúc mừng, bái kiến người vừa nhậm chức Thánh Hoàng. Lý Thần Đồ cũng vui mừng cười to, nói, Tân Hoàng đã sinh ra, đó là chuyện lớn của nhân tộc. Một chuyện may mắn thế này, phải xây một kinh thành mới phải. Trần Hoài Long cười ha hả, chuyện đó là đương nhiên. Mời Thánh Hoàng hướng dẫn, nên dùng tên gì cho kinh thành. Tử Thanh nhìn Ngô Bình hỏi, cậu nghĩ sao? Ngô Bình suy nghĩ, nói, lấy tên của chị, Tử, gọi nó là Tử Kinh đi. Tử Thanh gật đầu, được, cứ đặt là Tử Kinh. Tử Thanh Thánh Hoàng tạm thời ở thành Kim Ngô, còn 3 vị chúa tể thì tụ lại một chỗ, dùng thần lực của mình xây dựng Tử Kinh. Nhân tộc có Thánh Hoàng, các chúa tể tự hào và ngang ngược chọn vị trí cho thành Tử Kinh ngay biên giới của dị tộc mạnh mẽ. Đất đai nơi đó phì nhiêu, phía tây có núi non đẹp như tranh, phía bắc có đồng cỏ nguồn nước tươi tốt, phía đông có dãy Hà Hải Thành, phía nam có Yên Vũ Giang Nam. Đúng là một khu vực, bảo bối hiếm có. Vì xây dựng thành Tử Kinh, mà các kiến trúc sư khắp thiên hạ và người chuyên nghiệp đều đến đây, nhân tộc ở Thánh Cổ Đại Lục dù nghèo hay giàu, cao sang hay bần hạn đều ra sức dâng vật quý báu cho Tử Kinh. Vì thế họ làm gạch tốt nhất, đào ngọc tốt nhất, chặt cây gỗ quý hiếm nhất, mài minh châu sáng nhất của mình đưa đến. Trong đoạn thời gian ngắn, các loại báu vật hiếm lạ trong nhân gian, chim thú quý hiếm, hoa cỏ xinh đẹp kỳ lạ đều vận chuyển đến thành. Đồng thời, những dị tộc xung quanh cũng đến nhận thần dưới chân của Tử Thanh Thánh Hoàng, họ cử sứ giả hiến các loại báu vật phong phú đến, đầy đa dạng, ngay cả cung điện Tử Thanh Thánh Hoàng cũng chứa không hết. Tử Thanh Thánh Hoàng lại không gặp ai, cô gọi Ngô Bình vào trong điện. Chỉ 2 người ở đó. Cô vừa thấy Ngô Bình hỏi, em trai, lúc tôi sắp thành công lại thất bại đó rồi sắp chết, cậu hôn tôi. Tôi cảm giác được một nguồn lực lượng bí ẩn chưa từng thấy truyền giúp sức sống tỏa sáng tạo ra sinh mệnh mới. Nhờ nguồn lực này tôi mới phá vỡ thiên môn trở thành Thánh Hoàng. Cậu có thể cho tôi biết, năng lượng đó là gì không? Ngô Bình truyền âm đến nói, đó là Vô Thượng Đại Đạo. Trước đó tôi may mắn đã bắt gặp, đọc và tìm hiểu về Vô Thượng Đại Đạo cách. Chỉ là cách này rất nguy hiểm, tu vi hiện giờ của tôi không thể nắm giữ được quá nhiều năng lượng. Tử Thanh cảm thán, đúng là tạo hóa trêu người. Ai nghĩ được một kẻ mới vào tu sĩ đạo cảnh như cậu lại tìm hiểu pháp lực bí mật tối cao như thế? Ngô Bình, tôi cũng không biết, mấy chuyện này cũng không phải bí mật tối cao gì. Dù sao tôi cũng chỉ có thể được một ít Vô Thượng Đại Đạo rất yếu ớt. Tử Thanh, cậu không thể nói bí mật này cho tôi hay bất cứ kẻ nào biết, nếu không sẽ nguy hiểm lắm đấy. Ngô Bình cười nói, chị yên tâm, tôi không ngốc. Tử Thanh, được rồi, giờ làm phiền cậu rồi. Cậu đi nghỉ ngơi, những chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Ngô Bình cũng không cần nghỉ ngơi thêm nữa, tiếp theo đây anh phải đưa hóa thân Nguyên Thủy Đạo Tôn về thế tục, thuận tiện đến Thần Châu luôn.
sau lần anh chỉnh lại Thần Châu, các thế lực khắp nơi đã bắt tay với nhau cùng đối địch. Nên trong thời gian này anh không ở đó, lại có rất nhiều tu sĩ lại tham gia vào Thần Châu. Nhưng tốc độ dị tộc mở rộng rất nhanh, bây giờ địa bàn gần nhất của dị tộc cũng chỉ cách Thần Châu chưa đến 1.000 dặm nữa là. Dị tộc này là bộ tộc rất mạnh, còn gọi là song diện tộc. Song diện tộc có hai khuôn mặt, một cái dùng trong cuộc sống, một cái dùng trong chiến đấu. Hai gương mặt này một cái nằm ở đằng trước, một cái nằm ở đằng sau, dùng cái nào thì sẽ xoay đầu 180 độ để chuyển mặt. Song diện tộc chuyển sang gương mặt chiến tranh có sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần, chúng sử dụng vô số chiến trận ghê gớm. Trong khoảng thời gian này, song diện tộc hầu như chiến đâu thắng đó, chiếm một số lượng địa bàn rất rộng. Đám này không chỉ giết chóc nhân tộc, mà không bỏ qua các dị tộc khác. Tóm lại chỉ có thể hoặc bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ. Ngô Bình về Nguyệt Thanh Ảnh nhẹ nhàng thở dài, nói, Huyền Bình, song diện tộc đã cử thám tử đến dò thám lực lượng canh phòng gần Thần Châu. Tôi cảm thấy không lâu nữa đây, bọn chúng sẽ đánh vào Thần Châu. Nếu chúng ta giữ không được thành, thì dân chúng Thần Châu phải làm sao đây? Nguyệt Thanh Ảnh biết rất rõ sức mạnh của song diện tộc mạnh ra sao, cô đã tính toán đến đường xấu nhất rồi. Ngô Bình vỗ đầu cô nói, yên tâm, có tôi ở đây song diện tộc không là cái thá gì cả. Anh không nói khoác, bởi chiến tích của anh ở Thái Hoàng giáo vô cùng vẻ vang. Tuy song diện tộc mạnh, cũng thua xa huyết tộc. Ngô Bình đến đây không bao lâu, Hà Tử Trần và Lý Thuần Như cũng đến. Tình hình ở Đông Hải khá tốt, Thiên Nguyên gặp tình hình không mấy lạc quan, quanh địa bàn xuất hiện một dị tộc lớn mạnh cũng gần bằng song diện tộc. Hà Tử Trần thở dài, thế lực của Thiên Nguyên đã phân tán đi, hiện tại chú ý của mọi người đều dồn vào bản thân, không gia tộc nào có thể lực khiến mọi người đi theo cả. Nguyệt Thanh Ảnh, Thần Châu, Thiên Nguyên, Đông Hải là ba vùng đất đầy phúc khí, người nhìn ngó chúng rất nhiều. Nếu không chỉnh và hợp lực lượng lại nhanh, sớm muộn gì cũng bị kẻ ngoài vào phá vỡ. Ngô Bình suy nghĩ, nói, Tử Trần, ta với ngươi đến Thiên Nguyên xem thử rồi giúp ngươi chỉnh và hợp lực lượng của Thiên Nguyên luôn. Nếu không thì thế lực của Thiên Nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt từng cái riêng lẻ. Hà Tử Trần vui mừng cười nói, được, chúng ta cùng quay về. Lý Thuần Như, mặc dù bên Đông Hải không có dị tộc, nhưng phạm vi của nó không lớn chỉ hơn mấy trăm lần thôi, trên biển có rất nhiều sinh linh mạnh. Mấy hôm trước, có một đám hải yêu tấn công, giết rất nhiều đệ tử tiên kiếm môn của chúng ta. Ngô Bình gật đầu, đợi giải quyết chuyện Thiên Nguyên xong, ta đến Đông Hải xem sao. Theo kế hoạch, Ngô Bình sắp xếp Thần Châu một chút rồi đến Thiên Nguyên với Hà Tử Trần. Thế lực trên Thiên Nguyên là lớn nhất, trước mắt có ba nhà, thứ tự là Hà Gia, Lệ Gia, Thường Gia. Nhưng gần nhất cũng có rất nhiều tông môn trốn vào Thiên Nguyên vì những thực lực của tông môn này rất mạnh nên ba nhà không đánh lại, chỉ có thể hạn chế mà không xua đuổi. Ngô Bình đến không bao lâu, gia chủ Hà Gia Hà Chính Hạo đã đến cửa đón, đưa anh vào phòng khách. Sau vào câu tán gẫu, Ngô Bình hỏi tình hình trên địa bàn Hà Gia. Hiện tại, có 7 tông môn vào địa bàn thế lực Hà Gia đang chiếm giữ, họ đã từng đấu với dị tộc, tổn thấy rất nghiêm trọng, số người chỉ còn 3-4% với lúc đầu. Ngô Bình lại hỏi Sở Chi, rồi gọi Hà Tử Trần lên, đến gặp Ngũ Âm Tông đang ở Thiên Nguyên. Ngũ Âm Tông cũng bị dị tộc đuổi ra khỏi Sơn Môn, đệ tử và trưởng lão còn sống sót chưa đến 300 phần, hơn nữa những người còn lại đều bị thương. Ngũ Âm Tông chiếm một ngọn núi ngoài thành, xây dựng các tòa nhà giản dị để ở, dưới núi có vài đệ tử trông coi. Ngô Bình với Hà Tử Trần vừa đến đã bị một tu sĩ ngăn lại, hỏi, hai vị có chuyện gì? Ngô Bình, gọi tông chủ của các ngươi ra gặp ta. Tu sĩ này dò xét Ngô Bình một lúc, hỏi, các hạ là? Hà Tử Trần, vị này là đệ tử Nguyên Thủy Đạo Tôn, đứng thứ ba trong Đại Thiên Bảng, Lý Công Tử. Tu sĩ kia lắp bắp sợ hãi. Hắn ta nghe nói Nguyên Thủy Đạo Tôn là người mạnh nhất trong những người mạnh ở nhân tộc. Hắn ta vội vàng nói, xin chờ một chút, tại hạ sẽ đi thông báo ngay. Tu sĩ vội vàng lên núi, chưa nửa phút đã có một ánh sáng bay từ đỉnh núi xuống, một tu sĩ mặc áo lam xuất hiện. Ông ta bị mù một bên mắt trái, giấu đi một lớp trắng bệch tiều tụy như người sắp chết, nhưng dù thế vẫn thấy dáng vẻ ông ta hiện lên nho nhã từ tận xương. Ông ta vội vàng ôm quyền. Vệ Thanh Dương của Ngũ Âm Tông cung nghênh Lý Công Tử. Ngô Bình gật đầu, hình như, vệ tông chủ chúng độc nhỉ. Vệ Thanh Dương cười khổ, trước đây,
tông ta đại chiến với Yên tộc một trận đã bị cao thủ của Yên tộc đả thương chúng kỳ độc. Loại độc này rất khó giải, ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Ngô Bình, nếu không giải độc, sợ vệ tông chủ sống không đến nửa năm. Vệ Thanh Dương thở dài nhẹ nhàng, độc này rất hiếm, không có thuốc giải. Ngô Bình, để ta thử xem. Vệ Thanh Dương mừng rỡ, công tử có cách à? Thử xem đã, Ngô Bình nói xong, vươn tay ra cầm cổ tay của ông ta. Một nguồn lực lượng quỷ dị lập tức rót vào cơ thể của ông ta, nó là độc lực. Độc lực vào cơ thể, lập tức phá hư toàn bộ, vô cùng kiêu ngạo. Vì vậy anh thúc giục sức mạnh vô thượng đạo trong cơ thể, đón nguồn lực lượng này. Hai nguồn lực lượng tiếp xúc với nhau, khoảng cách động lực tập tức tan rã và biến mất. Sau đó, vô thượng đạo lực tiếp tục chạy vào trong cơ thể Vệ Thanh Dương, mặc dù một ít nhưng lại có thể giải được tác dụng độc trong cơ thể. Quá trình này chỉ diễn ra mất 3 phút, Ngô Bình thả lỏng tay ra, cười nói, chắc không sao rồi. Vệ Thanh Dương cảm nhận rất rõ, ông ta cảm giác ảnh hưởng của độc trong cơ thể đang dần tiêu tan và nhanh chóng khôi phục lại bình thường như ngựa. Họ vừa mừng vừa sợ nói, đa tạ Lý công tử cứu mạng. Ngô Bình cười nói, chuyện nhỏ, à vị bên cạnh ta chính là Thiên Kim Hà Gia Hà Tử Trần. Chúng ta đến đây là muốn bàn bạc với vệ tông chủ hợp tác để đối phó với dị tộc. Vệ Thanh Dương vội vàng nói, nếu công tử với Hà Gia tìm cái gì hữu dụng, cứ mở miệng với ta. Vì thế Ngô Bình nói hết kinh nghiệm ở Thần Châu rồi nói, vệ tông chủ, tiếp theo đây dị tộc có thể xâm lược Thiên Nguyên. Nếu người Thiên Nguyên không bắt tay với nhau, cũng sẽ bị diệt từng bộ phận. Lúc đó, tất cả mọi người sẽ bị chết và thương vô số, cuối cùng không có nhà để về. Vệ Thanh Dương là người thông minh, ông ta gật đầu nói, đúng vậy. Ngô công tử nói xem chúng ta phải làm gì. Ngô Bình, lấy Hà Gia làm trung tâm, thành lập đồng minh. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ để lại người giúp đỡ các ngươi chế tạo một đội có sức chiến đấu. Vệ Thanh Dương lập tức nói, Ngũ Âm Tông nguyện phò trợ Lý công tử sai đâu đánh đó như thiên lôi. Cứ như vậy, Ngô Bình đơn giản có được sự phò trợ của Ngũ Âm Tông. Sau đó, anh lại đến ba tông khác, có thể nói thân phận đệ tử Nguyên Thủy Đạo Tôn cho anh ánh hào quang, năm tông còn lại cũng đồng ý hợp tác. Dù sao cũng đã như vậy, họ cũng không muốn bị dị tộc đuổi khỏi Thiên Nguyên. Ngô Bình thuyết phục xong bảy tông, rồi giao chuyện còn lại cho Hà Chính Hạo làm. Anh lại chuẩn bị vào Thiên Khuyết, khiêu chiến Thiên Khuyết để xếp hạng cao thủ đứng đầu. Hà Tử Trần nghe Ngô Bình muốn bước vào Thiên Khuyết, lại vô cùng lo lắng nói, lần trước, anh đã chọc giận Thiên Gia. Bây giờ anh đến đó, có phải quá nguy hiểm không? Ngô Bình cười nói, vừa rồi ngươi cũng nói, ta đứng thứ ba trên đại tiên bảng. Nếu ta đã đứng thứ ba thì dứt khoát lấy vị trí đứng đầu luôn. Với lại, ta cũng muốn đến Thiên Khuyết nhìn xem tình hình nơi đó có thay đổi gì không. Nói đến đây, anh thúc giục pháp khí, cơ thể cũng dần biến mất ngay tại chỗ. Anh vừa xuất hiện đã phát hiện bản thân đang ở trong không gian đen kịt, không nghe được âm thanh gì cả. Anh hơi nghi ngờ vài giây, đằng trước lại xuất hiện một chút ánh đèn. Ánh đèn này dần dần đến gần, thì ra là một người trung niên đang giơ đèn lên. Người trung niên kia lạnh lùng nhìn Ngô Bình nói. Kẻ đứng thứ ba trong đại tiên bảng, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Ngô Bình, ngươi là ai? Người trung niên, ta là người Thiên Gia, đợi ngươi đã lâu rồi. Ngô Bình nhíu mày, có nghĩa là chỉ cần ta bước vào Thiên Khuyết thì sẽ bị đưa đến đây à? Người trung niên gật đầu, đúng vậy, ta đợi ngươi ở đây rồi cho ngươi một bài học. Ông ta vừa nói xong, xung quanh lập tức sáng lên. Ông ta đứng ở trên lôi đài màu vàng. Đối diện với lôi đài này xuất hiện một tu sĩ. Tu sĩ mặc cả người toàn màu đen, chính giữa đồ đen kia có một chữ màu đỏ giết. Mắt của ông ta rất lạnh, mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ. Ngô Bình nhướng mày, Thiên Gia chuẩn bị dùng phế vật này giết ta sao? Ngươi nói đây là phế vật hả? Người trung niên cười lạnh, nhưng đây là cao thủ đại đạo cảnh tầng 8, kẻ đứng đầu đại tiên bảng không chịu nổi một chiêu đấy. Ngươi còn dám nói đối phương là phế vật? Tu sĩ đồ đen đột ngột bước ra, nổ ra một nguồn sát khí bao trùm cả lôi đài. Trong sát khí có một chút ánh sáng lạnh mở rộng, thoát cái nó chôn vùi sát khí. Ngay sau đó, người áo đen kia lập tức biến thành một đám xương máu. Người trung niên ngây ra, thốt lên, không thể nào. Làm sao ngươi có thể? Ngô Bình bình tĩnh nhìn người trung niên hỏi, làm sao thể tham gia đại tiên bảng? Thoáng chốc, người trung niên ngập tràn kinh sợ rồi nói.
ngươi còn muốn tiến vào đại tiên bảng à? Hừ, ngươi đã đến nơi này rồi, dù có năng lực thông thiên cũng không thể nào mở được. Dứt lời người trung niên biến mất tại chỗ, mà xung quanh anh xuất hiện một màn khói độc xanh biếc. Chất độc trong này nhanh chóng bay đến chỗ Ngô Bình. Ngô Bình nheo đôi mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn dùng cái nơi vớ vẩn này giữ chân ta ở đây. Ngây thơ. Dứt lời, trong tay anh xuất hiện một binh khí, nó chính là kiếm do cực biến thành. Sau đó, anh chém một nhát kiếm sử dụng chiêu 13 trong trảm đạo thập tam kiếm. Nhát kiếm vừa chém ra, lập tức có 13 thanh kiếm bay lơ lửng trên không trung xuất hiện đằng sau lưng anh. Răng rắc. Một luồng ánh sáng kiếm sắc bén chém về đằng xa lập tức phá vỡ không trung, cắt ra một vết nứt màu đen cực lớn. Ngô Bình lập tức xông ra ngoài, sau đó hai mắt tỏa sáng vừa xuất hiện trước mắt anh là một tòa cung điện màu đen. Cung điện màu đen bị anh chém thành hai nửa, sau đó đều vỡ vụn rồi sụp ầm ầm. Ngô Bình tò mò dò xét khắp nơi, nơi này nồng động khí tức hỗn độn chắc là hỗn độn giới. Nhưng vào lúc này, tên thiên công tử kia dẫn theo vài tên cấp dưới xuất hiện. Hắn ta thấy cung điện bị sụp đổ, lập tức lộ ra cảm xúc đầy bất ngờ. Ngô Bình vẫy tay với hắn ta, ta ở đây. Thiên công tử thét lên như gặp phải quỷ, sao ngươi ra đây được? Phải biết rằng cung điện trấn giết Ngô Bình, có tên là Xâm La Sát Điện được cường giả hỗn độn tự chế tạo ra, bên trong đó có dấu 9981 sát trận, dù là cường giả hỗn độn cũng sẽ chết bên trong. Nhưng mà, sao anh có thể thoát ra được? Ngô Bình, đến đây. Thiên công tử nhìn chăm chú vào Ngô Bình rồi gần từng chữ, không ngờ ngươi thể phá vỡ được Xâm La Sát Điện, ta đã xem thường ngươi quá rồi. Ngô Bình bình thản nói, ban đầu, ngươi đã lệnh cho người của mình động tay động chân vào truyền tống phủ của ta từ sớm rồi. Vậy nên, khi ta vừa vào Thiên Khuyết đã truyền tống ta đến Xâm La Sát Điện đầu tiên. Như thế ngươi có thể giết ta, xả giận mấy năm qua. Ta nói đúng chứ? Thiên công tử hừ lạnh, xem như mạng ngươi lớn. Ngươi có thể chạy thoát khỏi Xâm La Sát Điện chắc chắn, ngươi có mang theo pháp bảo cực kỳ ghê gớm. Ngô Bình gật đầu, ngươi đoán đúng rồi, ta có cái này. Thiên cực của anh lộ ra, chỉ vào thiên công tử. Một luồng thần khí hung dữ hóa thành sấm chớp màu đen tím, đánh vào cơ thể thiên công tử. Tốc độ của sấm chớp đó quá nhanh khiến thiên công tử và người bên cạnh hắn ta không trở tay kịp, sấm chớp màu tím cũng đánh trúng vào thiên công tử. Hắn ta há to miệng, đến con mắt. Lỗ tai, miệng, lỗ mũi đều chảy ra ánh sáng màu tím đen. Sau một giây, cả cơ thể hắn ta lập tức nổ oành một tiếng, hóa thành một màn xương máu. Một cơn gió thổi qua, quét sạch tất cả mọi thứ trừ chiếc nhẫn chữ vật. Ngươi giết thiên công tử. Những người đằng sau lập tức thốt lên, trong giọng đã có âm điệu thay đổi vì vừa tức giận vừa sợ hãi. Bọn chúng tức giận vì Ngô Bình giết thiên công tử, mà sợ hãi vì chuyện thiên công tử chết sẽ liên quan đến bọn chúng. Các ngươi cũng chết mà. Ngô Bình chém một nhát kiếm, một đường sáng kiếm lóe lên khiến đầu và thân mấy tên cao thủ đạo cảnh đều chia lia, chết tại chỗ. Chỗ này là địa bàn thiên gia à? Ngô Bình lẩm bẩm nói, rồi cầm chữ vật giới chỉ của thiên công tử chọn một bộ quần áo trừ bên trong. Sau đó, cơ thể anh thay đổi nhanh chóng, biến thành thiên công tử. Anh bay lên không trung, nhìn thoáng qua xung quanh phát hiện, ngoài ngàn dặm có một tòa kiến trúc rất khổng lồ. Anh lập tức đi đến, tòa kiến trúc đó. Trước tòa kiến trúc này có đống cao thủ đạo cảnh tầng 8 đang bảo vệ. Chúng thấy thiên công tử đến, vội vàng tham kiến, công tử. Ngô Bình ừ một tiếng, rồi nói, ta vào đó một chuyến. Trong đó có một người bật cười, công tử, lão gia nói ngài chỉ có thể chọn một thứ cho mỗi lần, ngài đừng làm đám tiểu nhân khó xử. Thiên công tử đã chết ngoài ngàn dặm, hơn nữa dấu vết ở hiện trường đã bị Ngô Bình thanh lý rồi. Cho nên, hiện tại không ai biết được tin tức bọn người thiên công tử đã chết. Một đại đám cao thủ đạo cảnh tầng 8, tự xưng là tiểu nhân ở trước mặt thiên công tử. Ngô Bình âm thầm lắc đầu, nói, biết rồi. Anh nói xong, vươn tay đẩy cửa ra. Tay của anh vừa tiếp xúc với cửa chính, lập tức cảm nhận được một luồng lực đánh ngược lại. Xem ra, cửa này có một loại mật mã gì đó. Lúc này, anh sử dụng sức mạnh vô thượng đạo đánh vào trong cửa. Cấm chế trên cửa chính lập tức bị mất tác dụng, anh thoải mái đẩy cửa chính ra. Quá trình này chỉ diễn ra trong đoạn thời gian ngắn, bốn tên thị vệ cũng không phát hiện khác lạ. Cả thiên gia chỉ có 7 người nắm giữ chìa cửa chính kho trời, thiên công tử là một người trong đó. Nếu như không có 7 người này, thì không cách nào đánh mở cửa chính được.
nhưng bọn hắn không thể nào nghĩ được, Ngô Bình có được sức mạnh vô thượng đại đạo, dù là pháp trận, cấm chế gì cũng chẳng là gì trước mặt nó. Ngô Bình bước vào đại điện, thuận tay đóng cửa lại. Bên trong có 100 tấm bảng đang lơ lửng, mỗi bảng đều viết một ít con số. Ví dụ, có bảng ghi khí cửu, có cái ghi tài ngũ, có cái khác lại ghi binh lục. Ngô Bình đoán những bảng này, đại biểu vài vị trí. Vì vậy, anh vươn tay kéo một bảng có ghi phù nhất, ngay khi anh vừa tiếp xúc với tấm bảng, một cánh cửa xuất hiện trước mắt anh. Anh mở cửa ra, đúng như dự đoán lập tức anh cảm nhận được phản lực, trên cánh cửa này cũng có mật mã. Anh sử dụng sức mạnh vô thượng đạo thoải mái phá vỡ cấm chế, rồi đẩy cửa vào. Trong cửa có một màn sáng khổng lồ, trên màn sáng này có mấy trăm tấm bùa, bên cạnh bùa có giới thiệu sơ lược. Những bùa này đều là bùa địa cấp, một ít khác là bùa thiên cấp. Bùa chia ba loại, cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Bùa cao cấp thì do tu sĩ đạo cảnh tầng 4, tầng 5 mới luyện ra được. Địa cấp với thiên cấp thì khó hơn, chúng nhó chia là ba phẩm cấp, thượng, trung, hạ. Những bùa này nhiều nhất vẫn là địa cấp hạ phẩm và trung phẩm, địa cấp thượng phẩm và thiên cấp hạ phẩm cũng có một ít, địa cấp và thiên cấp trung phẩm, thượng phẩm thì càng ít. Bùa thiên cấp chỉ có tu sĩ cấp hỗn độn mới luyện chế ra, uy lực rất to lớn. Trong mấy trong đạo bùa này, bùa thiên cấp chỉ có 10 tấm. Đương nhiên, Ngô Bình không cần e dè mà vung tay lên, mấy trăm tấm bùa lập tức vào túi anh. Sau đó, anh lại vung tay trái lên lần nữa. Màn sáng lập tức đổi sang một đống phù bùa khác, cũng là mấy trăm đạo, đều là thượng phẩm. Ngô Bình liên tục đổi hướng, sau khi một bùa thứ hai vào tay. Trong túi của anh hiện tại, đã có hơn 4 vạn đạo phù lục, thu hoạch khá đa dạng. Anh lập tức rời khỏi phù nhất, đến kho bùa thứ hai. Kho bùa thứ hai này đều có phẩm chất kém hơn một ít, hầu như bên trong không có bùa thiên cấp, toàn là bùa cao cấp. Ngô Bình cũng kết luận, kho bùa đầu có chất lượng bộ cao nhất, kho bùa thứ hai kém hơn một chút. Cho nên anh vừa đến, lập tức vào thẳng đến khí nhất. Trong kho vũ khí này phóng ra các loại tiên khí, lơ lửng trên không trung. Tiên khí giống với bùa, cũng chia ra 3 loại từ cấp thấp đến cao cấp, khác ở chỗ còn chia địa phẩm và thiên phẩm. Trong kho vũ khí đầu này, đa phần đều là pháp khí địa cấp, chỉ có một số ít pháp khí thiên cấp. Cuối cùng, Ngô Bình lấy hơn 12 triệu pháp khí địa cấp, 21 pháp khí thiên cấp. Sau đó anh rời kho pháp khí đầu tiên, quét mắt qua một lượt rồi quyết định vào kho dược. Anh hứng thú với dược liệu hơn với đám bùa và pháp khí kia. Trong kho này có một bộ sách dược khổng lồ lơ lửng giữa không trung, Ngô Bình nhìn lại chỉ biết nó là bộ sách sao chép lại Đại Thiên Dược Điển, bên trong còn có một không gian chữ dược liệu. Đương nhiên, khoảng cách của bản sao chép này còn thua xa Đại Thiên Dược Điển. Ngô Bình lấy ra bản gốc của Đại Thiên Dược Điển. Không ngờ dược điển lại phát ra một ánh sáng màu xanh, nuốt sạch quyển Đại Thiên Dược Điển sao chép kia vào. Ngô Bình bất ngờ, không ngờ Đại Thiên Dược Điển lại có thể cắn nuốt được dược điển khác. Vì thế anh mở Đại Thiên Dược Điển ra, mới phát hiện bên trong có thêm rất nhiều dược liệu nữa. Trong đó có 13 cây dược liệu từ cấp 20 đến cấp 24, 376 cây dược liệu từ cấp 15 đến cấp 19, hơn 5.000 cây dược liệu từ cấp 11 đến cấp 14. Anh rời khỏi kho dược nhất, định muốn dạo kho hàng khác, đột nhiên cửa kho trời mở ra. Có người đến. Ngô Bình vẫn bình tĩnh, lấy thanh bảo kiếm ra đón tiếp. Người đến là một vị trung niên, ông ta vừa thấy Thiên công tử đã vội vàng chắp tay nói, chào công tử, ngài ở đây rồi à? Ngô Bình ừ một tiếng, rồi quơ quơ bảo kiếm trong tay nói, chọn ít binh khí, còn ngươi muốn lấy cái gì? Người trung niên nói, tiểu nhân nghe lệnh gia chủ đến lấy một cây dược liệu. Ngô Bình hỏi, dược liệu gì? Người trung niên nói, cửu tinh thảo, dược liệu cấp 20. Ngô Bình, ta lấy cho, người đợi ta bên ngoài đi. Người trung niên cười đưa một mảnh ngọc phù cho Ngô Bình, đó là chìa khóa vào kho dược. Khi bước vào các kho khác nhau, cần các chìa khác riêng để mở. Vậy làm phiền công tử rồi, ta ra ngoài đợi. Người trung niên rời khỏi, Ngô Bình lập tức quét nhìn xung quanh mới phát hiện một bản ghi, cấm vào. Anh kéo bảng kia thì xuất hiện một khung cửa màu đen. Cửa mở ra, trong đó có 37 tảng đá lớn nhỏ, bên ngoài bề mặt đều khắc ký hiệu phong ấn. Nếu tinh tế cảm nhận sẽ thấy có một ít khí tức trên ký hiệu này, chắc chắn do cường giả đạo tôn lưu lại. Anh bất ngờ, rốt cuộc trong này có thứ gì mà phải dùng sức mạnh của cấp đạo tôn để phong ấn chứ? Anh không tò mò nhiều,
lập tức vung tay lên thu toàn bộ vào không gian chữ vật, sau đó, vội vàng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh tìm cây cửu tinh thảo trong đại thiên dược điển giao cho người trung niên đang đợi ngoài cửa. Người trung niên cầm cửu tinh thảo, cười nói, công tử, gia chủ đang tìm ngài đấy. Hay là ngài cùng ta về đi? Ngô Bình nói, ta còn có chút việc, đến khuya mới về. Người trung niên hành lễ, rồi rời đi trước. Sau khi rời khỏi kho trời một đoạn lớn, anh mới sử dụng truyền tống phủ đến cung điện trên trời lần nữa. Lúc này, anh cảm giác trước mắt tối sầm, đúng như dự đoán anh đã đứng trên võ đài màu vàng khổng lồ. Anh vừa xuất hiện, lập tức khôi phục dung mạo vốn có, trong không trung vang lên giọng nói, kẻ đứng thứ ba đại tiên bảng, người muốn khiêu chiến với ai? Ngô Bình thản nhiên nói, ta muốn khiêu chiến kẻ đứng đầu đại tiên bảng. Xung quanh võ đài màu vàng xuất hiện màn sương khí nồng đậm, rồi thoát cái trong màn sương mù xuất hiện có rất nhiều chỗ ngồi. Ta đợi lâu như thế, cuối cùng cũng có người khiêu chiến người đứng đầu. Ta nhớ trước đó người khiêu chiến kẻ đứng đầu bảng còn đánh một trận với Thiên Công Tử, lấy được một khoản tiền bồi thường từ thiên gia nữa chứ. Nhân vật này hung ác lắm đấy. Nhưng mà vị trí đứng đầu bảng đã đổi chủ nửa năm trước rồi, kẻ đứng đầu bảng mới này có một nửa huyết thống là hỗn độn sinh linh. Thực lực của hắn khủng khiếp lắm, kẻ đứng thứ ba này sợ khó thắng nổi. Đúng vậy, ta nghe nói kẻ đứng đầu bảng tên cổ cự nhận này đã từng đánh chết hai tên cường giả hỗn độn đấy. Hiện tại, sức mạnh của hắn ta càng khủng khiếp hơn nữa, nghe đâu tu vi lại tăng lên rồi. Người đàn ông mặc áo bào trắng đứng đầu bảng xuất hiện trên võ đài nói, Ngô Bình có chắc chắn muốn khiêu chiến với cố cự nhận đứng đầu bảng không? Ngô Bình, chắc chắn. Người đàn ông áo bào trắng gật đầu nói. Lời nhắn đã gửi, cổ cự nhân đang chạy đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 220.